Hữu lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Đơn vị chúng tôi trở về tuyến sau để nghỉ, nhưng công việc hầm hào vẫn duy trì tốt, không chủ quan với bọn Pol Pot được. Tôi ở vận tải ít hôm thì chuyển qua bê thông tin hữu tuyến. Có lẽ bê trưởng vận tải nghĩ tôi bị ảnh hưởng cột sống nên chẳng làm nên cơm cháo gì. A trưởng là anh Hạnh, Quỳnh Lưu. Thế là một công việc mới, ngày hai buổi, một lính hướng dẫn tôi giải dây và cuộn dây. Một hôm tôi được cử xuống đại đội 7 thay máy thông tin bị hỏng. Một mình một máy, máy màu xanh, cái hộp gọn và nhẹ, chứ không như máy màu đen của Nga hay của Tàu thì nặng hơn. Vào đến xe bộ C7 thay máy, tôi loay hoay mãi, chẳng biết tháo dây ra như thế nào. Đã học tháo lắp dây khỏi máy đâu mà biết. Lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Thấy vậy một cựu lại hướng dẫn cho tôi và hỏi: "Mới à?" "Dạ em mới lên thông tin được 2 ngày, chưa biết cái gì cả." Cựu cười và thả một câu: "Chết thật, lính với tráng." Trên đường về tôi cứ cười thầm, đúng là ngáo ngơ, không biết cũng chẳng hỏi. Thời gian đó khoảng là tháng 10, thời tiết căm cũng bắt đầu chuyển sang mùa khô. Các cánh đồng và nước mương bắt đầu cạn dần, lính bắt đầu công việc cải thiện tát cá. Xong nấu cơm, đĩa đựng thức ăn đều được tận dụng cả. Bè bờ, tát và tát. Cá nhiều lắm, hết kho lại nấu cháo, vui thật. Dọc đường nơi đơn vị trú quân, thỉnh thoảng có xe hậu cần của trung đoàn chở thực phẩm qua, rau xanh và bắp cải. Lính tót lên xe, trộm bắp cải rồi vứt xuống. Mấy hôm sau, xe chạy qua có người ngồi canh ở đằng sau. Thế là phải xin. Lính trên xe cũng vứt cho một vài cái. Ngoài giờ học chính trị, chẳng có việc gì làm. Tôi và thằng Hoàng cũng lính 78 tìm hoa quả. Xung quanh hồ nhiều cây mãng cầu, quả chín vàng lủng lẳng. Tôi thì chẳng thích cái mùi của quả đó, không ăn được, nhưng cũng hái về cho anh em. Xuống dưới sát mé đường có cây dừa chĩu quả. Nó và tôi lại không biết trèo, đứng ở dưới nhìn mấy buồng dừa mà thèm rỏ rãi. Thôi được, ngày mai chúng ông sẽ có cách. Đúng sáng ngày hôm sau, tôi và nó lấy cái rìu, rìu của dân ca rất sắc, ra chặt hẳn cây dừa đi. Chính sách dân vận học rồi nhưng thèm và cũng chẳng ai biết đâu. Cây dừa đổ cái rầm, ngọn dừa vươn ra tới đường, quả nhỏ văng tung tóe. Vừa lúc đó có một liên lạc tiểu đoàn và tiểu đoàn phó đi tới. Ông ấy quát ầm ĩ lên: "Bắt liên lạc, tìm ai vừa chặt dừa." Liên lạc chạy vào thấy hai thằng tôi đang đứng như trời trồng. Nó xua tay ra hiệu. Thế là hai thằng chúng tôi lủi thật nhanh, làm bộ tìm một lúc không được. Nó đi ra báo cáo là không tìm thấy ai. Chờ cho hai thầy trò đường tăng đi xa một đoạn, hai thằng chúng tôi mới mò ra đường rồi chuồn về. Chẳng nghĩ đến rửa nữa, hú vía. Trả rìu lại vị trí cũ cho B, tôi lò dò lên tiểu đoàn bộ. Thấy thằng liên lạc, nó cứ lử mắt nhìn tôi. Quay 180 độ, tôi lủi ngay. Chúng tôi nghỉ ở rừng sở khoảng 20 ngày thì có lệnh hành quân ra đường 1. Tới nơi đã có một đoàn xe chờ sẵn ở đó. Xe chạy quay lại ngã ba Gò Dầu, rẽ bên trái theo đường 13 thẳng tiến. Khoảng 2 giờ chiều, xe dừng lại đổ quân xuống. Hành quân bộ hơn 1 km gặp một xóm nhỏ, nhà sàn lập bằng tranh nhỏ và lụp sụp. Dân chắc thì đi sơ tán hết, chỉ có du kích ở lại bảo vệ làng. Các thủ trưởng làm việc với du kích. Tôi nghe loáng thoáng, hôm qua du kích đụng bọn Pol Pot ở trong rừng. Hiện có một người hy sinh còn nằm ở trong ấy chưa lấy ra được. Sau khi bố trí các vị trí đóng quân, tối hôm đó đơn vị dừng chân ở đấy. Chúng tôi mắc võng nằm ngủ ở dưới nhà sàn, không dám bén mảng lên nhà vì lệnh cấm. Sáng hôm sau, chúng tôi được lệnh hành quân ra đường 13, chốt chặn. Nhiệm vụ chốt chặn đường 13, đại đội 7 nằm ở ngã tư đường 13, còn các đại đội khác nằm rải rác quân dọc ở hai bên đường. Phía sau tiểu đoàn 8 có tiểu đoàn 7 cũng nằm dọc hai bên đường. Nhiệm vụ chủ yếu nhằm chia cắt Pol Pot ở phía đông và phía tây đường 13, không cho chúng liên lạc và vận chuyển vũ khí, lương thực để hỗ trợ ở bọn phía trước. A hữu tuyến của chúng tôi nằm ở phía đông đường 13.
Sát chúng tôi có tổ hữu tuyến trung gian của đơn vị nào đang chốt cùng đường 13, nhưng phía đại đội 7 ở đây chỉ có 3 lính nói toàn tiếng miền Nam. Đảm nhiệm cả một quãng dài như vậy cũng hơi ớn. Lúc chúng tôi về đây, anh em tổ trung gian rất vui. Ít hôm sau, mấy lính miền Nam rủ chúng tôi đi đánh cá ở suối. Suối đó là nơi hậu cần của đại đội 6 lấy nước để nấu ăn, tắm giặt và cùng tiểu đoàn bộ. Mấy lão vớ đầu một quả B-40, lấy cái gì đục đục, chọt chọt một hồi. Chúng tôi chạy tóe loè hết. Không biết thì tốt nhất là tránh khỏi, mang vạ vào thân. Và gọi chúng tôi đi. Trên đoạn suối có một cái hố bom. Các lão đốt thế nào mà đạn cháy khói đen mù mịt. Tụt xuống hố bom, dìm quả đạn xuống. Nước đi như vậy, lúc nào hết khói thì cá say nổi lên. Chúng tôi nhảy xuống bắt cá, nhưng cũng được ít thôi. Đang bắt cá thì phía trên bờ suối chốt đại đội 6 súng nổ dữ dội, đạn bay cả về phía chúng tôi. Vậy là nhảy tót lên bờ, vội vàng quần áo, một lũ tồng ngồng chạy về đơn vị. Giờ nghĩ lại vẫn tủm tỉm cười một mình. Nhớ thật, sau mỗi lần tắm giặt thì chúng tôi phải có người cảnh giới đàng hoàng, vì nơi tắm cách đường khoảng 15 mét, rừng rậm nên cũng thấy ớn. Một đêm, đường dây lên chốt của đại đội 7 bị mất liên lạc. Tôi và anh Huy đi kiểm tra. Hai thầy trò lọ mọ trong đêm. Lần này mò theo dây mìn để tìm mối nối. Gần tới đại đội 7 thì thấy mối đứt. Sau khi xong việc, chúng tôi ở lại đại đội 7 luôn, không dám quay về trên đoạn đường rừng rậm hơn 5 cây số. Sáng hôm sau về cho an toàn. Sáng hôm sau về, hai thầy trò đi qua một xe Hồng Thập Tự bị Pol Pot bắn cháy mấy hôm rồi. Tôi tò mò lại xem, xe bị cháy trụi. Phía bên lái nơi chân ga còn in hình bàn chân người lái. Lác đác vài mủm xương còn sót lại. Bọn này dã man thật, xe cứu thương mà nó cũng bắn cháy. Mấy hôm sau, tôi lên đại đội 7 trực máy. Đại đội đóng gần ở ngã tư đường. Phía tay phải bên kia hồ, một bê bộ binh án ngữ bảo vệ hồ để lấy nước sinh hoạt cho cả xe. Nước hồ đục ngầu nhưng không gần ở suối nên bắt buộc phải dùng. Dưới tiểu đoàn bộ ở phía sau nên ít bị tập kích. C7 trên này đêm nào cũng bị đánh liên tục. Ít ngày sau có hai thiết giáp loại 4 lốp đặc và khoảng một xe bộ binh không phải của sư chúng tôi bắt đầu đánh ở phía trước chốt C7 từ ngã tư đường đánh lên. Vì hai bên là rừng rậm nên thiết giáp cơ động hai bên đường nổ súng. Phía sau có bộ binh hỗ trợ. Tiếng súng nổ giòn giã, khoảng 2 tiếng sau thì tạm dừng. Chúng tôi ra đường xem. Một lúc sau có hai cáng thương về qua chúng tôi. Anh em nói ở rừng mìn nhiều lắm. Sau khi ngừng một lúc, tiếng súng lại tiếp tục nổ vang dữ dội. Khoảng hơn 3 giờ chiều, sau khi thông đường xong, hai thiết giáp lại trở về. Không thấy bộ binh, chắc họ ở lại giữ chốt đường. Tôi ở C7 được một tuần thì có người khác lên thay. Về đến tiểu đoàn bộ thì A chúng tôi và B vận tải chuyển qua phía tây đường 13, chốt bảo vệ phía trước cho tiểu đoàn bộ. Một ngày có một đơn vị bộ binh đi qua, tôi chạy ra, được biết đó là tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 của chúng tôi. Một lúc sau, tôi gặp anh Hồng Lõ. Anh ấy đưa cho tôi 20 đồng, tiền bố mẹ gửi, lúc anh ấy về thăm gia đình. Tôi mừng quá, hỏi thăm tình hình gia đình thế nào. Cả gia đình đều khỏe. Anh tôi ở công nhân đã nhập ngũ. Bố mẹ trách tôi là không viết thư về cho gia đình. Tôi lại nhắc viết thư lắm. Mà viết thì nói gì đây? Kể khổ và súng đạn thì ông bà lại lo. Vậy thì thôi, ông bà ít biết thì đỡ lo cho mình hơn. Anh em chuyện trò một lúc, anh ấy hành quân theo đơn vị. Lúc này vui như vậy, bây giờ tôi mới thấy nhớ gia đình. Anh tôi nhập ngũ, phía sau còn 5 tàu há mồm đang lít nhít, không biết sống thế nào đây. Thời buổi bao cấp, tuy mình ở nhà chẳng giúp gì được bố mẹ, nhưng cũng thấy lo lo. Nhưng một lúc sau, tôi lại quên liền. Đúng là tuổi trẻ, vô tư như ngan. Ngày hôm sau, có đơn vị được tiểu đoàn 9 thay chốt về ngang qua chúng tôi. Đơn vị này biên chế lạ, vũ khí toàn của Mỹ. Tôi nhớ lính mang M79 có mặc áo như áo jacket. Đạn M79 dắt nhiều ở trước áo. Lính nói tiếng miền Nam. Đóng quân ở đó khoảng hơn 10 ngày. Vào một chiều, đơn vị được lệnh
di chuyển ngược lại đường 13 khoảng 5 km, qua vị trí chốt của D7, rồi rẽ phải đi sâu vào trong rừng theo đường công binh mới mở. Tối hôm đó nghỉ lại ở trong rừng. Sau khi ổn định vị trí dừng chân thì một trận mưa rừng khủng khiếp trút xuống tôi ở bên Gò Mối. Căng tăng làm lán tạm nhưng không được, ướt như chuột lột cả vũ khí và đồ đoàn. Ngày đó mới vào chiến trường, lính mới như chúng tôi lượm được mũ sắt của anh em lính cựu đội vào và mang một cái bồng làm bằng bao công sự của Mỹ để trông như một lính cựu thực thụ. Mũ sắt thì nặng, còn bồng thì nhẹ vì ít đồ và cũng gọn nhẹ nữa. Sáng ngày hôm sau, tiếp tục hành quân vào sâu ở trong rừng theo hướng Tây. Trên đường tôi gặp hai đồng hương cùng nhập ngũ một ngày. Nó ở trinh sát E2, trung đoàn 270. Mừng lắm, mấy tháng nay mới gặp nó. Trò chuyện một lúc, tôi phải chạy theo đơn vị. Chiều hôm đó dừng chân nghỉ ở trong rừng. Nghe anh em nói ở phía trước, cách gần 1 km là sông Vàm Cỏ. Đơn vị chúng tôi dưới tán cây rừng rậm rạp rừng hòa hội vì chuẩn bị cho một chiến dịch lớn tiêu diệt bọn Pol Pot lâm le đánh chiếm Tây Ninh, nên các đơn vị trú quân ở đây rất nhiều. Chiều hôm đó được lệnh tất cả đơn vị kiểm tra lại đồ đoàn súng đạn thật tốt để bảo đảm cho cuộc chiến ngày sắp tới. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, nhận một vắt cơm để dành cho ngày mai. Buổi tối ngày 22 hoặc ngày 23 tháng 12 có lệnh hành quân bắt đầu. Đây là trận đánh luồn sâu đầu tiên của lính mới. Từ lúc vào đến giờ chỉ có chốt và chịu trận, hồi hộp và lo lắng. Trong rừng trời rất nhanh tối, hành quân được một lúc lại nghỉ. Ngồi nghỉ ở trên đường không được rẽ sang hai bên vì sợ mìn. Trời tối mịt, không rõ phương hướng, chỉ nghe tiếng súng đạn và chạm lách cách thế thôi. Nghỉ một lúc lại có lệnh tiếp tục hành quân. A hữu tuyến của chúng tôi mỗi người ngoài đồ đoàn súng đạn là 2 cuộn dây và 1 hộp máy, cũng nhẹ thôi, chỉ thương cho các anh lính hỏa lực và vận tải. Hành quân như vậy, một lúc sau thì ra khỏi rừng, trời có sáng hơn một chút, đường bằng và dễ đi hơn. Bờ sông Vàm Cỏ Đông đây ư? Trong bài hát Sông Vàm Cỏ Đông, nước xanh biêng biếc, chả thấy màu xanh mà chỉ thấy một màu đen kịt vì tối như lũ hút, làm sao mà phân biệt được nước xanh hay là đen. Bắt đầu vượt cầu phao, công binh giỏi thật, trời tối mà bắc được cầu phao. Cầu phao hai bên là thùng phi, giữa một lối đi hẹp, một bên có tay vịn, lính hành quân mang vác nặng, cầu cứ dập dềnh. Qua bờ sông Vàm Cỏ, bắt đầu một cuộc lội sình lầy. Sình lầy ngập đến ngang đầu gối, rất khó đi. Lính hành quân thật vất vả, bùn nước, mồ hôi, quần áo ướt hết. Nhưng rồi cũng đến bờ ruộng cao, đơn vị được nghỉ một lúc. Thế là nằm xuống bờ đủ các tư thế nghỉ. Vài điếu thuốc được truyền tay nhau, mỗi lần rít phải úp tay lại để che ánh sáng. Ở phía đông trời bắt đầu hửng sáng. Và lúc này đại đội bộ binh đã triển khai xong vị trí xuất kích. Trời mờ sương. Đến khoảng 6:30 lệnh nổ súng bắt đầu. Mở màn là hỏa lực quất và phun tới tấp. Bộ binh bắt đầu xung phong. Trận đánh quá đẹp và bất ngờ, làm cho bọn lính áo đen trở tay không kịp. Tiếng súng chống trả yếu ớt rồi im lặng. Các đại đội bộ binh làm chủ hoàn toàn trận địa. Ta không có thương vong. Trận đánh đầu tiên luồn sâu của chàng lính quá tuyệt vời, làm phấn khích anh em và đồng đội. Các đại đội bắt đầu triển khai tấn công tiếp. Còn bộ phận tiểu đoàn bộ chúng tôi lẽo đẽo theo sau, nhưng cũng phải đề phòng bọn Pol Pot đánh tập hậu. Khoảng 10 giờ, cả đơn vị đại đội 8 tràn vào một phum. Bọn địch tháo chạy, bỏ lại cơm và thức ăn đang dở. Tôi theo anh em vào căn nhà hậu cần của bọn Pol Pot, nhưng không dám đụng vào cái gì vì lệnh trên cấm. Chiều hôm đó nhai cơm vắt mà thèm nhỏ dãi, nồi thịt sôi lục bục ở trên bếp hậu cần của bọn Pot, nhưng cho cũng không thể ăn nổi vì mấy thằng Pot bị tiêu diệt nằm đó, nhìn mà thấy ghê. Chiều đơn vị lại tiếp tục phát triển lên hướng Tây. Địch ở đây chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi nghe anh em nói phẫu của địch, nhưng chỉ còn xác địch và bông băng dính máu vứt bừa bộn. Mấy thằng định vào nhưng mùi hôi khó chịu quá nên cũng ngán. Qua phẫu của địch, lúc này tiểu đoàn bộ cũng không phải là sau trước gì hết.
Bắt đầu dàn hàng ngang tràn qua cánh đồng lúa đã chín vàng, đánh vào mấy nhà sàn ở trước mặt. Bọn Pot Pot chống cự vài viên lẹt đẹt rồi chạy mất hút. Ở phía trên, các đại đội bộ binh tiếng súng lúc rộ lên, lúc thì ngừng. Tiểu đoàn 8 chúng tôi đã làm chủ trận địa và phát triển thuận lợi. Khoảng 6 giờ có lệnh dừng tấn công. Vậy là sau một đêm, một ngày, luồn sâu đánh địch, J8 và các đơn vị bạn đã thu nhiều kết quả đáng mừng. Riêng J8 của chúng tôi chỉ thấy vận tải tiếp đạn cho các xe bộ binh, chứ không thấy cáng lính về. Điểm dừng chân tối hôm đó, dê bộ trú quân ở trong một nhà sàn, còn vận tải và thông tin ra ngoài ruộng nằm, triển khai công sự phòng địch tập kích. Trừ mấy thằng hai oát trực đài cùng dê bộ, a hữu tuyến của chúng tôi thì đánh vận động nên tối đó không phải giải dây. Bây giờ lính ta đã thấm mệt sau một ngày vận động. Các anh nuôi làm việc nổi lửa lên em. Cơm xong, các cán bộ lên họp về đưa tin thắng trận của các đơn vị, làm anh em phấn khởi, vui mừng xiết bao. Ngày đầu chiến dịch, thu được nhiều thắng lợi đáng kể. Anh em phấn khởi lắm, tinh thần lên rất cao. Sáng ngày thứ hai, toàn bộ đội hình đơn vị đánh theo hướng Tây Nam. Sau khi vượt qua một cánh đồng ruộng lầy lội tới bờ sông, tôi không biết tên con sông này là gì. Có mấy xuồng cao su của công binh đón, mỗi lần chở chỉ được khoảng 6-7 người, dùng mái chèo và dây kéo qua, lại qua một vùng ruộng lầy. Bắt đầu vào đến gần bìa rừng thì phát hiện gặp địch. C6 dây bộ và C8 nằm lại đánh trả, còn hai xe bộ binh một trái một phải đánh vào sườn. Tiếng súng nổ ác liệt ở phía trên, bọn bột bốt chống cự cực liệt. Khoảng 30 phút sau, C5 và C7 đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Địch bị tiêu diệt rất nhiều, nhưng đơn vị có thiệt hại. Mấy cáng chuyển về sau có cả thương binh và tử sĩ. Sau khi tiêu diệt cụm địch, đơn vị tiếp tục phát triển ra khỏi khu rừng và tới một tràng trống. C5 vừa ra khỏi tràng trống thì bọn Pol Pot bên kia nổ súng dữ dội vào đội hình. Đã có mấy lính đi đầu ngã xuống. Lúc này đây, các loại cối của tiểu đoàn mới làm việc. Hai khẩu cối 8 và ba cối 6 cộng với DKZ-82 đánh trả dữ dội. Hai xe bộ binh còn lại rẽ theo hai cánh ở bìa rừng tràng trống, đánh vào hai bên sườn của địch và khép chặt vòng vây. Còn tiểu đoàn bộ, vận tải thông tin và trinh sát còn lại đảm nhiệm hướng trên tiểu đoàn bộ. Nhưng cánh phải của C5, sau khi hỏa lực ngừng tấn công, tiếng hỏa lực vừa dứt thì tiếng AK nổ giòn. Tất cả lính tiểu đoàn bộ và C5 đánh tràn lên, kết hợp với C6 và C7 bao vây địch. Chúng chống đỡ yếu ớt rồi mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Nhưng chạy đâu cho thoát khi bọn mày đã bị bao vây. Địch bị tiêu diệt hầu như hoàn toàn. Nếu sống sót thì là mấy thằng thương binh bị ta bắt lại. Khoảng hơn 20 thằng bốt bị ta tiêu diệt, và mấy thằng thương binh được anh em kéo ra nằm một loạt. Trong đó có một con đàn bà bị bỏng ở mặt. Mặt và tóc cháy đen thui, không còn phân biệt được trai hay gái. Thế là lính đánh cuộc với nhau ầm ĩ. Một cựu cầm cái que đẩy áo lên, lòi một cái áo lót nữ màu hồng. Vậy là biết trai hay gái. Trận này ba xe bộ binh có bị khoảng 8 lính cả thương và tử. Tiểu đoàn bộ không bị thiệt hại gì, chỉ mất một số đạn AK. Lúc này đơn vị tạm dừng lại chờ vận tải của trung đoàn đưa thương binh tử sĩ và tù binh về tuyến sau. Sau khi nhận thêm đạn và bàn giao thương binh xong, đơn vị tiếp tục vận động lên phía trước, qua một khu rừng rậm khó đi, lại gặp một tràng trống rất lớn. Tất cả ba xe bộ binh dàn hàng ngang tiến qua, phía sau là tiểu đoàn bộ và đại đội 8. Vượt được khoảng 2/3 tràng trống thì lại tiếp tục gặp địch bắn dữ dội ở trong rừng ra. Tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 8 nằm phơi giữa tràng trống, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Các loại hỏa lực của đơn vị bắn vào phía địch, nhưng cũng hú họa vậy thôi, độ chính xác không cao. Khoảng 20 phút sau, có tiếng ì ì ở phía sau, một đoàn thiết giáp khoảng 5 xe tiến tới. Lúc này anh em lính mình rất phấn khởi. Không biết lính thiết giáp có nhìn thấy bộ binh đang nằm giữa tràng trống mà cứ dàn hàng ngang tiến tới. Chính trị viên tiểu đoàn là anh Đạo đứng bật dậy, chạy ngược lấy cái mũ vẫy làm ám hiệu cho thiết giáp. Sau khi có thiết giáp hỗ trợ cho lính, các C cũng bắt đầu tấn công. Súng 12 ly 8 và đại liên trên xe
bắn kinh khủng, hòa cùng với hỏa lực B-40, B-41 của bộ binh. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi đã bám được vào bìa rừng, địch đã bỏ chạy, để lại khoảng hơn 10 xác. Hầm hố công sự rất vững chắc. J-8 chúng tôi thiệt hại khoảng 5 người, cả thương và tử. Làm xong công tác thương binh, tử sĩ, một bộ phận nhỏ của J-bộ ở lại cùng với vận tải đưa thương binh và tử sĩ cùng vũ khí thu được để về tuyến sau. Lúc này là khoảng 3 giờ chiều, trong rừng đã không còn ánh mặt trời. Tôi cũng đi trong tốp chuyển về phía sau đó. Trinh sát dẫn đường, khoảng hơn 15 thằng. Lúc trước đội hình cả tiểu đoàn còn thấy ấm lưng, nay chỉ lóp ngóp mấy thằng cũng thấy lạnh. Nhưng nhiệm vụ phải đưa được thương binh và tử sĩ về sau, nên anh em đi rất khẩn trương, lọ mọ ở trong rừng, đổi nhau, lúc khiêng, lúc gánh, đi qua những nơi chiến sự vừa còn mùi thuốc súng và tanh nồng mùi tử khí, thấy mà ớn lạnh. Khoảng hơn 5 giờ chiều, chúng tôi về đến phẫu. Sau khi bàn giao xong thương binh, tử sĩ, cùng súng lại cho trung đoàn, chúng tôi tìm nơi nghỉ qua đêm. Ở đây không khí rất khẩn trương cho cuộc chiến vào ngày mai. Lên hậu cần trung đoàn, xin gạo và thực phẩm, mượn xong nồi để nấu ăn. Tối hôm đó, ngoài những thằng tìm đến đồng hương để ngủ, còn lại chúng tôi mấy thằng tập trung tìm nơi nghỉ qua đêm. Trải áo mưa làm chiếu, mắc màn trên phủ tăng, quận trong cái võng là được một giấc ngon lành sau những ngày căng thẳng và mệt mỏi. Không phải gác sách gì hết, thế là làm một mạch cho đến tận sáng. Thế là ngủ qua một đêm ngon lành, không phải giật mình, không phải gác, nên tinh thần thấy sảng khoái. Sau khi cơm xong, chúng tôi theo trinh sát dẫn đường về đơn vị. Lần này cắt đường để đi. Khoảng 8 giờ gặp một con đường khai thác. Anh em theo đường đó đi. Gặp một chốt của đơn vị nào, lính nói tiếng miền Nam, hình như là trung đoàn Vàm Cỏ. Chúng tôi nghỉ lại, hỏi thăm tình hình anh em, chỉ tay ở phía hướng chốt và nói ở phía trước chẳng trống hơn 50 mét, có bọn Pol Pot, nhưng đã có đơn vị nào đánh rồi. Đơn vị ấy cũng đang chuẩn bị phát triển lên. Vậy là có bạn ở đây rồi. Chúng tôi nhập vào đội hình của đơn vị ấy, tiếp tục hành quân. Khoảng 2-3 km ở trên hướng chúng tôi, tiếng súng rộ lên rất mãnh liệt. Sau khi trinh sát xác định tọa độ, vị trí, chúng tôi tiếp tục đi thẳng, còn đơn vị bạn rẽ trái. Có lẽ chiều qua, trinh sát và tiểu đoàn đã thống nhất vị trí trú quân để hôm nay chúng tôi trở về. Càng đi lên, tiếng súng lại càng to dần. Chắc là đơn vị đang giao tranh ác liệt lắm. Lúc này, chúng tôi thật cảnh giác đề phòng gặp địch. Khoảng hơn 9 giờ, thấp thoáng ở phía trước rừng cây thưa lại có người đi lại. Anh em nấp vào các gốc cây quan sát và chuẩn bị nổ súng. Nhưng không phải địch, mà đó là vận tải của trung đoàn cùng với vận tải của tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 8 đưa thương binh và tử sĩ về phía sau. Chúng tôi gặp lính đơn vị mình, có cả lính A tôi làm vận tải. Vận tải đang thiếu người. Sau khi hỏi vị trí, chúng tôi tiếp tục đi. Giờ thì yên tâm hơn vì gần đến đơn vị rồi, nhưng không thể chủ quan được. Chúng tôi gặp đơn vị khi trận đánh đã tàn. Bê thông tin chỉ còn lại lèo tèo mấy người. Hải oát thì xuống các xe, còn hữu tuyến thì đi tải thương. Tôi theo tiểu đoàn bộ vận động qua nơi vừa xảy ra chiến sự. Cây cối xác xơ, hầm hào tung tóe, xác địch nằm vất trên công sự và rải trên trảng trống. Có lẽ trận đánh này ác liệt lắm. Khu rừng Hòa Hội Nam Căn cũng rất phức tạp. Qua một cánh rừng lại đến một trảng trống. Có trảng rộng khoảng 500-700 mét, có trảng hẹp khoảng vài chục mét. Hình như mùa mưa nơi này ngập nước. Lúc này là đầu mùa khô nên lòng chảo vẫn còn nước. Qua khỏi trảng trống đang thở thì ở phía trước các đại đội bộ binh lại gặp địch. Tiếng súng nổ dồn dập và gay gắt hơn. Chúng tôi nằm nép ở gốc cây tránh đạn thẳng và quan sát ở xung quanh phòng bị địch tập kích vào tiểu đoàn bộ. Có cáng tử sĩ về tập kết tại nơi đó. Tôi bỏ lại, hỏi tên tử sĩ thì được biết đó là thằng Đức, hậu cần C6, người Hà Tuyên, lính năm 1977. Biết nó vì mấy lần xin dầu ăn. Lại có thương binh và tử sĩ đưa về, lần này lại nhiều hơn. Y tá tiểu đoàn làm việc rất vất vả, nhưng cũng chỉ có tiêm trợ sức và cấp cứu tạm thời thôi. Lính bị thương nên rất nhiều anh em chúng tôi cũng nóng ruột.
Khoảng hơn 1 giờ, trận đánh mới tạm chấm dứt. Chỉ còn tiếng AK phát một. Chắc anh em bộ binh tiễn những thằng Pol Pot bị thương về thế giới bên kia. Người đâu mà đi khiêng chúng nó về. Buổi trưa hôm đó nghỉ lại nơi vừa chiếm được, cơm vắt được mở ra ăn. Nhưng nào đâu có nuốt được. Anh em thương binh tử sĩ đang nằm đó chờ vận tải để chuyển về. Đơn vị thiếu người và củng cố lại để chuẩn bị đánh tiếp. Khoảng 30 phút sau, vận tải đến chuyển anh em đi. Đơn vị lại lên đường. Qua nơi vừa xảy ra chiến sự, địch chết ngổn ngang đủ các tư thế. Cũng thừa nhận hầm hào chốt của chúng làm rất chắc chắn. Đơn vị đánh theo kiểu hành tiến như vậy. Xe đi đầu thì gặp địch, thì hai xe sau rẽ hai bên đánh bọc sườn. Nhưng chiều hôm nay có vẻ nhàn hơn, chỉ gặp các công sự của địch bỏ lại và các toán nháo nhác chạy về rừng. Có lẽ bọn địch bị ngấm đòn đau nên nháo nhác như gà con mất mẹ. Buổi chiều khoảng 5 giờ, trong rừng đã tối, đơn vị cơ động ra trảng trống. Ngoài này thì sáng hơn, hậu cần triển khai nấu ăn. Cái đó với lính thì nhanh thôi. Một chốc lửa rừng đã bập bùng. Ăn cơm xong, anh em đang uống nước thì nghe cái ầm. Mấy thằng chúng tôi chạy lại nơi phát ra tiếng nổ. Thì hỡi ôi, thằng Tấn ở C8, cối 82 bị dính mìn. Nó đi lấy nước về để đun. Chúng tôi làm cấp cứu nhưng không được nữa. Toàn bộ phía dưới của nó đã bè bét. Nó rên khè khẽ mấy tiếng rồi nấc nằm im lìm. Tấn lính 578 cùng đợt với tôi. Anh em vận tải buộc nó cẩn thận và khiêng nó theo. Lúc này trời đã tối, đơn vị lại di chuyển. Khoảng 8 giờ, chúng tôi vượt qua một đầm lầy. Trời tối đen như mực, nước đến ngang tắt lưng. Bị bõm như vậy, rồi cũng tới một cái gò rộng. Trên đó có khoảng một A đang chốt giữ, không biết của đơn vị nào. Lúc lên bờ, đèn pin loang loáng, tôi thấy một trái hỏa tiễn chĩa về hướng chúng tôi, vừa hành quân tới. Tiểu đoàn bộ trú quân ở đó, còn các xe bộ binh ở đâu tôi cũng không rõ. Ở đây hầm hào rất nhiều, không biết là của ta hay địch. Lần này thì chẳng cần, bọn tôi quấn võng tròn lại như tổ sâu. Mệt quá, làm một giấc cho tới sáng luôn. Thế là qua 3 ngày biến động trong cuộc chiến, sáng nay ngủ dậy, tinh thần có thoải mái hơn vì khí trời đã se lạnh. Xung quanh nơi trú quân, màn sương mù bay thấp, khoảng 20 mét không thấy rõ mặt người. Sau khi ăn sáng xong, lại một vắt cơm dùng cho buổi trưa. Sương tan dần, lệnh hành quân. Các xe bộ binh tiến trước, vẫn C8 hỏa lực đi sau, nhưng chỉ có 2 khẩu cối 8, còn 12 ly 7 và DKZ82 đi phối thuộc với các xe. Qua đầm lầy, bắt đầu bám vào một khu rừng cây thưa, thì lại gặp địch. Tiếng súng nổ giòn giã ở phía trước. Khoảng 20 phút sau thì im bặt, ta đã làm chủ trận địa. Mấy thông tin chúng tôi được điều lên cùng vận tải giải quyết vấn đề sau cuộc chiến. Vận tải lo chuyển thương binh và tử sĩ về phía sau. Chúng tôi ở lại canh hầm vũ khí của đơn vị vừa thu được. Số vũ khí này chúng đào hầm, chuẩn bị chôn giấu nhưng không kịp. Tôi và hai thằng đi quanh các nơi xem trận đánh vừa rồi của đơn vị. Ở đây có mấy hầm kiên cố và giao thông hào. Có cả hầm làm lỗ châu mai cho Trung Liên. Nó bị trúng một B-40, hất tung cả vạt ở phía trước. Một thằng nằm chết tại chỗ, phần đầu bị đất hầm vùi lấp. Rải rác ở các hầm có rất nhiều xác, nhưng chủ yếu là nằm chết dưới hào. Và mấy xác nữa thì chạy ra khỏi chốt vì trúng đạn. Chúng tôi đếm được 17 xác, còn mấy thằng bị thương đang gom lại nằm ở đằng kia. Chúng tôi quay lại canh vũ khí thu được và thương binh được chờ có đơn vị khác lên nhận. Còn đơn vị tiếp tục đánh phát triển lên phía trước. Bọn thương binh này có nhiều thằng là lính cựu thì phải, mặt già dặn, mặc quần áo cộc và đen. Nó cũng hắc lào như lính mình thôi. Cứ tưởng da nó đen và dày như vậy thì ghẻ và hắc lào phải chào thua. Khoảng gần 1 giờ sau, có một đơn vị đến nhận, tôi không nhớ. Chúng tôi lại chạy theo đơn vị nhằm hướng súng nổ, vì chỉ có tiếng súng mới biết được vị trí. Ngày hôm đó có lẽ địch bắt đầu tan rã thì phải. Tiếng súng không dồn dập như trước nữa. Các xe bộ binh bắt đầu phát triển đánh theo hình rẻ quạt để dọn sạch nơi mình đi qua. Trên đường hành tiến, tôi thấy nhiều đạn B không nổ, cánh quạt xòe ra. Ở phía trước chúng tôi có tiếng súng kéo tràng dài và tiếng xe thiết giáp M113. Ra khỏi rừng thì gặp xe thiết giáp đang nổ súng về phía trước. Trên xe có một số lính bộ binh.
tôi không rõ ở đơn vị nào. Đơn vị vượt qua cánh trái của thiết giáp, tiếp tục hành tiến. Các xe bộ binh ở phía trước gặp toán địch nhỏ lẻ, chạy nháo nhác trong rừng vì mất phương hướng và bị tiêu diệt ngay. Khoảng 5 giờ chiều, trong rừng trời đã tối mù, đơn vị dừng nghỉ chân. Các xe bộ binh bố trí nghỉ theo hình rẻ quạt. Sau tiểu đoàn bộ có bê vận tải, bê thông tin và lính của hai khẩu cối 8 của C8. Sau khi cơm nước xong, cắt gác cẩn thận, chúng tôi trải áo mưa làm chiếu. Trời đã se lạnh nên lấy võng đắp, cuộn tròn ở trong võng như quấn tổ sâu mà lại ngủ ngon lành. Khoảng 1 giờ sáng, bỗng nghe tiếng súng rộ lên ở trước bê vận tải và nơi hai khẩu gối 8. Chúng tôi choàng dậy, ở phía trước có tiếng chân chạy ào ào. Thế là anh em nổ súng. Gần 30 phút sau, tiếng súng mới tắt. Khắp nơi, chúng tôi tiến hô lức đai lơn, vang cả một vùng. Chúng tôi hô vang như vậy để làm tăng khí thế và uy hiếp tinh thần bọn địch. Chứ trời tối đen như vậy thì làm gì thấy ma nào mà gọi hàng. Tê là không ngủ được, thỉnh thoảng tiếng súng lại rộ lên ở các vị trí xe đóng quân. Khoảng hơn 5 giờ sáng, lúc này chúng tôi mới lên phía trước kiểm tra. Trời ơi, ở phía trước bê vận tải, bê thông tin và trước cối 8, địch chết rất nhiều. Có nơi xác mấy thằng nằm gần chồng chất lên nhau theo đà chạy. Và đặc biệt, quanh khẩu cối 8 có mấy thằng nằm giả vờ chết. Súng ống thì không có, chắc bọn này vứt cho dễ chạy đây. Đã có quan thầy lo rồi. Chúng tôi đi kiểm tra có bao nhiêu xác, nhưng hồi thì quên mất vì còn một số bị thương chui vào hầm bụi rậm nằm chết ở trong đó. Thỉnh thoảng có tiếng rên trong bụi rậm, nhưng chúng tôi bắn vào chứ không dám kéo ra, sợ tự sát bằng lựu đạn. Mấy thằng tù binh bị trói lại run như cầy sấy, mặt non choẹt, khoảng 14-15 tuổi. Theo như lời lính tham mưu con thì bọn này bể trận, chạy về nước, thế nào lại chui vào đơn vị chúng tôi. Trận đánh ngon ăn thật, tiêu diệt rất nhiều địch, bắt sống cả tù binh mà không có thương vong. Buổi sáng hôm đó, các xe bộ binh và các B trong tiểu đoàn bộ trà đi sát lại khu vực đó và tiêu diệt thêm một số địch nữa. Khoảng hơn 9 giờ, chúng tôi trở lại vị trí trú quân lúc ban sáng. Lúc này cơm đã có ăn, anh em chiến sĩ rất vui vì mình đã thu được kết quả tốt. Sau khi ăn cơm trưa xong, đơn vị tiếp tục tiến về hướng Tây. Khoảng 5-6 km là ra đến bờ sông. Tôi không nhớ tên con sông, hình như là sông Vàm Cỏ. Qua sông một lúc, đơn vị hành quân trên những cánh đồng bị bỏ hoang lâu ngày. Và xa xa kia, thấp thoáng những mái nhà sàn bị bỏ hoang. Chiều hôm đó, lính ta có vẻ nhàn nhã hơn, chỉ khổ cho cán bộ C và D thỉnh thoảng chụm đầu vào nhau xác định lại tọa độ. Lính ta được nghỉ lại hút thuốc và kể chuyện mấy ngày qua. Còn mấy ngày tới, không biết ở nơi nào. Cả buổi chiều hôm đó, đơn vị tiếp tục hành quân trên đất ca, qua những ngôi nhà và đồng ruộng bị bỏ hoang lâu ngày. Khoảng 6 giờ tối, đơn vị nghỉ gần một ngã ba đường và triển khai công việc hậu cần. Sau khi cơm xong, lại tiếp tục hành quân theo đường đó về hướng nam. Khoảng 9 giờ tối thì lệnh dừng chân nghỉ 30 phút. Lính đã mệt mỏi sau những ngày trận mạc và hành quân, bây giờ được nghỉ. Vậy là chẳng cần tìm nơi, lăn xuống hai bên vệ đường là ngủ liền. Lúc đó có đoàn xe chở đơn vị nào đi qua, tiếng xe nổ ầm ầm cũng mặc. Sau 30 phút lại tiếp tục hành quân. Lính xì xào hỏi nhau, còn bao lâu nữa mới được nghỉ đây? Có một cán bộ nào trả lời, khoảng 5 km nữa sẽ tới. Lính lại khí thế hành quân tiếp. Nhưng 5 km nữa, đi mãi mà không tới. Lúc này tiếng văng tục đã nổi lên. Nào là km cao su, nào là cán bộ lừa. Đi mãi rồi cũng đến điểm dừng. Thôi thì chả có tiếng ý ới gọi nhau nữa. Tất cả đã ngủ khèo hết rồi. Chỉ khổ cho mấy thằng liên lạc, truyền đạt và các ông cán bộ phải họp hành và chạy đi truyền lệnh nữa chứ. Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi được đánh thức dậy. Có nhiều thằng còn ngái ngủ, chửi lầm bầm. Nhưng cũng phải dậy mà lo vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tiếp tục hành quân nữa chứ. Hơn 11 giờ trưa, đơn vị đến nơi tập kết. Các xe bộ binh đóng quân thì tôi không biết. Riêng tiểu đoàn bộ trú quân trong một cái phum bị bỏ hoang. Phía trước tiểu đoàn bộ khoảng hơn 100 mét có mấy cái nhà sàn và một hàng cây tốt nốt. Lính của C nào đang triển khai hầm hào. Lúc này đất nước ca đã bước sang mùa khô. Các cánh đồng đã khô nước, chỉ còn sót lại những vũng sâu là có nước thôi. Tôi và mấy thằng đi cải thiện, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
mấy vũng nước thì cấm để làm nước ăn và sinh hoạt, còn rau thì không có một cọng nào. Tiêu nghỉu đi trở về. Thôi, đi vệ sinh cá nhân đã, vì từ ngày chiến dịch đến nay đã được tắm táp gì đâu. Người và quần áo hồi như cũ, thế mà chẳng ai kêu gì cả. Chắc thính giác có vấn đề. Mà có vấn đề thật, sau này qua những nơi địch và dân chết nhiều như vậy mà cũng chẳng sao cả. Buổi chiều, lính chúng tôi được nghỉ ngơi. Chỉ có các ông cán bộ mới vất vả, họp hành và triển khai. Lính thì nhàn nhã, chẳng có việc gì làm. Một đêm đã qua đi, chỉ còn tiếng súng xa vọng về, ì ầm như tiếng sấm. Còn nơi này thì yên tĩnh đến khó tin. Sáng hôm sau, vận tải và mấy thông tin chúng tôi lên trung đoàn bộ nhận thêm đạn. Trên này không khí rất khẩn trương. Lúc về trên đường, tôi gặp mấy xe kéo pháo về hướng đơn vị chúng tôi. Mệt quá, chúng tôi lại ngồi nghỉ ở bên đường. Bỗng ở phía sau có tiếng xe thiết giáp vọng lại, cũng trên tuyến đường ấy, hướng về nơi chúng tôi trú quân. Đúng rồi, lại sắp có trận đánh lớn nổ ra. Về đến tiểu đoàn bộ, thấy pháo và thiết giáp cũng đã ở đó. Vậy là đúng rồi. Chiều hôm đó, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 8 và trung đoàn 266 khẩn trương chuẩn bị cho trận đánh vào ngày mai. 1 giờ sáng, tất cả anh em đều được đánh thức dậy. Lính trực Nhật lên nhận cơm về. 2 vắt cơm, 1 sáng 1 trưa. Lệnh hành quân bắt đầu. Trời tối không khí mát mẻ, đường ruộng đã khô nên hành quân không vất vả. Và cũng đang ở xa chốt địch nên tinh thần còn thoải mái, không thấy căng thẳng. Khoảng 2 km, lệnh dừng chân nghỉ chuyển xuống, nhưng không được đi lại lung tung. 20 phút sau lại tiếp tục hành quân, nhưng lần này quán triệt không được nói chuyện và không được hút thuốc. Thế là cả đoàn quân lặng lẽ tiến bước theo vạch chuẩn của công binh đánh dấu. Đường này công binh dò gỡ mìn cho pháo kéo tay vào chiếm lĩnh trận địa. Hơn 3 giờ sáng, chúng tôi đã vào vị trí chuẩn bị. Cánh pháo binh đang đưa những khẩu pháo cuối cùng vào trận địa. 2 khẩu 85 và 1 khẩu 37 nằm đầu rìa phum ngoài tràng trống. Tiếng truyền lệnh và tiếng đóng cọc ghi càng pháo khe khẽ trong đêm tĩnh mịch. Vậy là tiểu đoàn bộ nằm sau cách mấy khẩu pháo chắc trái khoảng 30 mét. Nơi này có một gò đất nhỏ nhưng cao và mấy cây thốt nốt. Ở phía sau tiểu đoàn bộ là B vận tải và B thông tin. Có A hữu tuyến là cơ bản, còn 2 oát xuống các xe bộ binh. Chúng tôi đào hầm xong và nằm nghỉ. Hầm dễ đào vì đất pha cát. Tay trái 3 khẩu pháo là C8 với 2 khẩu cối 8 nằm trong một vườn nhỏ. Công việc xong, lính chúng tôi tranh thủ ăn cơm vắt. Ở sau lưng chúng tôi hướng đông, trời đã mở sáng. Pháo sư đoàn đã khai hỏa. Đạn pháo bay qua vị trí của chúng tôi, nghe tiếng rít mà lạnh hết người. Lúc này ở phía sau, tiếng y y của xe M13 đã lao tới. Pháo sư đoàn ngừng. Lúc này 2 khẩu 85 và 1 khẩu 37 bắn thẳng, bắt đầu lên tiếng cùng với 2 khẩu cối 8 của tiểu đoàn. Trời đã sáng rõ, bộ binh cùng thiết giáp bắt đầu xung phong. 4 xe trên thiết giáp có gắn cả DKZ. Pháo bắn thẳng đã ngừng nhường quyền cho cối và DKZ trên M113. Tiếng hô xung phong vang trời trên tiếng vọng cộng lại với tiếng hỏa lực và tiếng nổ giòn của đạn nhọn rất dũng mãnh. Địch phản ứng yếu ớt. Chúng tôi đứng cả lên nhìn bộ binh xung phong. Cánh đồng này rộng và phẳng, không có một cái bờ ruộng nào. Phía trên các xe bộ còn khoảng 30 đến 50 mét là bám vào rìa phum. Lúc này địch mới đánh trả lại. Thôi thì đủ các loại đạn nổ ầm ầm. Bộ binh và thiết giáp chững lại. Lúc này mình đã mất thế chủ động. Lính và xe nằm phơi giữa đồng trống, không có vật che chắn. 3 khẩu pháo bắn thẳng cũng không có tác dụng gì nữa, vì lúc này địch phản pháo quyết liệt. Vậy là tiểu đoàn bộ 8 nằm đúng nơi địch phản pháo. Các pháo thủ vào hầm hết, để mặc 3 khẩu pháo nằm chết dí ở phía trên. Nhưng cũng may, pháo vào người không bị gì hết. Lúc đạn pháo địch nổ nơi chúng tôi đang trú ở dưới hầm cá nhân. Thằng Quang lính 77, Đức Thọ nhảy đè lên người tôi xin trú nhờ hầm. Trời ơi, hầm thì chật, làm sao đủ 2 thằng. Nó thì run lên. Mà nghe lính cũ nói, 2 thằng trùng tên ở 1A thì có thằng không trở về được. Vậy là tôi nhường nó, bò đi nơi khác khoét hầm mà tránh đạn. Thằng này nó gầy và yếu và can tội nhác nữa. 4 xe M113 lùi lại vị trí xuất phát, còn bộ binh nằm nguyên vị trí chờ pháo của sư đoàn bắn mở đường. Nhưng chẳng trò trống gì, vì bộ binh nằm gần chốt địch nên pháo chỉ bắn sau lưng địch.
Chỉ có cối 8 của tiểu đoàn là bắn có hiệu quả vì ở gần, còn cối 6 của đại đội thì không bắn được vì không ngóc đầu lên nổi. Nói gì đến giá cối mà bắn. Đơn vị củng cố lại và chuẩn bị tấn công một lần nữa. M113 cũng tấn công nhưng ở xa hẳn, bắn yểm trợ cho bộ binh mà thôi. Trận tấn công thứ hai lại không thành. Lúc này thương binh về rất nhiều. Hữu tuyến cùng vận tải hối hả truyền thương binh về phẫu trung đoàn. Tử sĩ thì đưa về phía sau. Vận tải lên đưa thương binh về cũng không cáng được, chỉ nằm mà kéo thôi. Ngẩng đầu lên thì bị bắn tỉa. Trưa hôm đó trận chiến không phát triển được chút nào. Nắng thật khủng khiếp, bình tông đã cạn nước, thương binh đưa về ngày càng nhiều. Chúng tôi mệt phờ, nhưng anh em phía trên còn mệt hơn. Trên đó nằm giữa đồng trống, không có vật che chắn, không có nước uống, nắng như thiêu đốt và anh em tử sĩ chưa lấy được về. Mặt trời đổ về hướng tây, bây giờ chỉ có tiếng súng bắn tỉa của địch. Thỉnh thoảng súng địch lại kéo từng tràng dài, nhằm vào nơi nào có bóng người nhổm dậy. Trận đánh của chúng tôi hoàn toàn không thành công. Sau này, lính tiểu đoàn 8 chúng tôi coi đó là mối nhục của lính tiểu đoàn 8. Người nói đó là trận đánh cửa mở, hoặc trận mùng 1 tháng 1 năm 1979, hoặc trận chóp. Lính của D8 chúng tôi không bao giờ quên trận đó. Tối hôm đó, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh lên lấy tử sĩ. Nằm chờ thấp thỏm, ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Hơn 12 giờ đêm, có người đánh thức dậy lên đường. Từ tiểu đoàn bộ đi lên, chúng tôi chạy lom khom đến nơi trú quân của đại đội 5. Đại đội 5 đang nằm dưới con mương thấp lè tè, bùn quánh lại sền sệt. A Hữu Tuyến kết hợp với lính bộ binh của đại đội 5 lên lấy tử sĩ về. Mỗi tốp 3 người, một lính đại đội 5 cùng hai chúng tôi. Họ biết vị trí tử sĩ nằm. Vì đây trở lên, chúng tôi chỉ có bò nhích từng chút một. Đêm yên lặng đến đáng sợ. Cách chốt địch khoảng 10-15 mét, chúng tôi đã tìm thấy tử sĩ. Đây là lính nằm cao nhất của đại đội 5. Lính đại đội 5 bò đến, cột một sợi dây dù vào chân tử sĩ và chúng tôi kéo. Phòng trường hợp địch gài lựu đạn dưới tử sĩ. Không có gì cả, lúc đó chúng tôi mới nhẹ nhàng vừa bò vừa kéo tử sĩ về phía sau. Nhích từng đoạn một, chúng tôi cùng về tới đại đội 5, giao tử sĩ xong rồi nghỉ một lát. Lại tiếp tục lên, tìm thằng Thuận, lính 78, thông tin hải oát, người Bình Trị Thiên. Không xác định được vị trí nên chúng tôi vừa bò vừa sờ soạn rất lâu. Khoảng 30 phút sau có tiếng gọi khẽ khẽ. Chúng tôi bò lại vị trí đó. Chắc Thuận đây rồi. Trời tối không biết ai là ai. Tử sĩ này người che một cái tăng. Chúng tôi cũng làm những việc phòng bị lựu đạn cài dưới xác tử sĩ. Sau khi cho vào võng bó lại cẩn thận, phòng bị tuột, chúng tôi vừa bò vừa kéo tử sĩ về. Đang bò như vậy, bỗng tiếng súng phía đại đội 7 nổ vang. Chắc phía ấy đã bị lộ. Với chúng tôi, đạn của địch cũng phát hỏa dữ dội. Đạn nhọn bay sát ở trên đầu. Vậy là hai tay phải giữ lấy mũ sắt để bảo vệ cái gáo. Còn số phận phó mặc cho trời. Cứ như vậy, bò lùi, vừa kéo tử sĩ về. Tới vị trí tập kết, tử sĩ của đại đội 5 đã đủ. Thần kinh đỡ căng thẳng hơn. Nghỉ một lúc, với lính bộ binh chúng tôi, tiếp tục đưa tử sĩ về tiểu đoàn bộ. Lúc này, tử sĩ của các đại đội 6 và 7 đã tập kết đủ. Chúng tôi không dám nhìn, mất mát và đau thương quá nhiều. Chỉ có cán bộ của đại đội và quân lực tiểu đoàn làm việc xác định tên liệt sĩ. Mệt mỏi và chán nản, tôi về nơi của mình nằm nghỉ, nhưng không sao ngủ được, bị ám ảnh vì lính hy sinh nhiều quá. Buổi sáng dậy, tôi qua nơi tử sĩ hôm qua, nhưng đã được đưa về tuyến sau cả rồi. Ăn sáng xong, tôi và ba thằng nữa gánh súng của thương binh tử sĩ về trung đoàn để trả. Giao vũ khí cho đại đội 25 vận tải xong, thằng Dũng đồng hương nói có anh Thanh cùng khu phố, lính 74, trung đoàn 273 ở gần đó. Vậy là tôi với nó đến chỗ anh ấy chơi. Anh ấy vừa ở quê vào, anh cho biết tình hình gia đình. Tôi được biết trung đoàn 273 nằm phía sau, chờ chúng tôi đánh cửa mở hoàn thành thì trung đoàn 273 đánh phát triển tiếp lên. Chuyện trò một chút, tôi chào anh rồi ra về. Chiều hôm đó chỉ có pháo cối của hai bên đáp trả lẫn nhau, không có trận đánh nào nổ ra nữa. Sau trận ngày 1 tháng 1 năm 1979 không thành công, tiểu đoàn 7 trận đánh này thiệt hại rất nhiều. Sau khi giao vị trí cho đơn vị nào không rõ, chúng tôi hành quân theo hướng nam. Trên con đường hành quân, thấy rất nhiều đơn vị bộ binh ở phía sau cùng với các loại xe chuyển động về phía tây,
Rồi đơn vị chúng tôi cũng hướng Tây thẳng tiến, qua những phum bị bỏ hoang, nhà cửa lụp sụp, bẩn thỉu. Rồi tới một thị trấn có nhiều nhà xây nhưng đã bị đổ nát hết. Trên đường hành tiến, thỉnh thoảng chúng tôi gặp những toán địch nhỏ lẻ, không đáng kể. Khoảng đến ngày thứ hai hoặc ba, đơn vị dừng nghỉ chân trong một phum rất nhiều nhà sàn. Hai bên đường cây ăn trái nhiều. Tôi cùng mấy thằng lên nhà sàn tìm đồ, nhưng chẳng có gì ngoài mấy cái đồ sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi lại quay qua nhà ăn của chế độ công xã. Mấy cái chảo gang to, cùng hai dãy bàn dài và các dãy ghế. Còn lại không có cái gì khác. Lại tiếp tục hành quân. Bỗng phía trên tiếng súng rộ lên một lúc rồi im bặt. Lúc chúng tôi đi qua thì thấy có xác mấy thằng Pốt bị tiêu diệt nằm lăn lóc trong vườn gần đường chúng tôi hành tiến. Khoảng đến 1 giờ chiều hôm đó, nắng gay gắt, nóng khủng khiếp. Chúng tôi dừng nghỉ ở trong một phum nhỏ. Phía trước qua một cánh đồng rộng là đến một phum rất lớn. Ở phía sau phum, cách khoảng 500-600 mét là một núi đất cao, nhìn thấy màu đỏ như đất. Các xe bộ binh tản ra hai bên, vây lại, còn ở giữa là tiểu đoàn bộ cùng đại đội 8 còn lại. Chúng tôi vượt qua cánh đồng, tiến vào. Hai bên cánh phải và trái đã gặp địch. Cối 8 đi cùng tiểu đoàn bộ được lệnh nổ súng vào giữa phum. Tiếng súng chống trả của địch kịch liệt, nhưng tương quan lực lượng của vũ khí thì Pol Pot có phần lép vế hơn. Hướng tiểu đoàn bộ đánh vào chỉ có mấy loạt đạn nhọn rồi tắt hẳn. Chúng chạy vào khu núi, chỉ để lại mấy xác chết. Đơn vị đã chiếm được phum. Đơn vị không đuổi theo địch, hướng tay trái ở phía nam hành quân tiếp. Vượt qua những cánh đồng khô cạn, những phum nhà cửa, cây cối xác xơ, không một bóng người và súc vật. Vườn không nhà trống, cứ hành quân như vậy, khoảng 9 giờ mới được nghỉ. Sáng hôm sau thức dậy, sáng sớm ăn cơm và một vắt cơm lại tiếp tục lên đường. Trên đường hành tiến, chúng tôi diệt được một số địch không đáng kể. Vào một buổi trưa, ngày nào tôi cũng không còn nhớ nữa, ở phía trước xa xa trên đường cao trước mặt, hướng hành quân của đơn vị, có rất nhiều xe chạy bụi mù cả một vùng. Cán bộ chỉ huy bảo gần ra đường một rồi. Lính chúng tôi chỉ biết đánh và đi, chứ không biết địa danh mình vừa qua. Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đã ra tới đường một. Nghỉ một lát ở bên vệ đường, lại tiếp tục hành quân. Nhưng lần này đi trên đường một, chúng tôi hành quân theo hướng Tây, đi bên vệ đường. Giữa đường, các loại xe chở quân đang tiến về phía trước. Hơn 2 giờ chiều, chúng tôi nghỉ lại ở bên đường. Mấy ngày hành quân bộ, giờ lính đã thấm mệt. Đang nghỉ thì anh em rủ nhau vào một nhà chùa lấy thuốc Tây. Đường vào kho thuốc Tây, xoài hai bên rất nhiều. Vào đây là một kho thuốc Tây. Lính mình lục tung cả lên, lẫn lộn hết. Tôi lấy được 5 lọ thuốc tim xịt tép, rồi trở ra đơn vị. Lại tiếp tục hành quân bằng cái đôi chân của bộ. Hai bên đường có nhiều xác chết mặc quần áo cộc đen, ruồi nhặng bù đầy. Cứ hành quân như vậy bằng đôi chân trần, cho đến một buổi trưa, ngày nào tôi cũng không nhớ nốt. Chúng tôi đã đến bờ sông Mekong. Lúc này ở phía đông, bến phà, xe pháo và lính tập trung rất nhiều. Bến phà Ních Lương. Chúng tôi được dừng chân nghỉ. Mấy ngày hành quân không tắm rửa được, tôi tranh thủ xuống sông tắm. Bến phà, xe pháo và lính hối hả xuống phà qua sông. Khoảng 30 phút sau, đơn vị chúng tôi được lệnh qua phà. Theo như phán đoán của thằng lính như chúng tôi, đây cũng là một chiến dịch lớn, chứ không biết là đánh vào giải phóng Phnom Penh. Sông rộng mênh mông, nước đục ngầu. Lại tiếp tục hành quân. Lúc này đã biết được tầm quan trọng của chiến dịch giúp bạn giải phóng Phnom Penh. Thật vinh dự và tự hào khi biết mình là một trong những người lính có mặt trong phút giây trọng đại đó. Trên đường một, xác dân và địch chết nhiều, súng ống vứt ngổn ngang. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi nghỉ để triển khai cơm nước tại chỗ. Các đoàn xe vẫn rầm rập tiến về phía trước. Có cả xe tăng, có lính của đại đội 6 ôm trong người một bọc vải. Trông đó có vẻ là một trẻ sơ sinh đang còn thở thoi thóp. Khi có mấy chiến sĩ gái ca đi qua, người lính đó trao bé cho họ. Một sinh linh nhỏ bé đã được cứu sống, được yêu thương đùm bọc trong vòng tay yêu thương của người lính Việt Campuchia. Cơm nước xong, đơn vị lại tiếp tục hành quân. Lúc này khí thế của anh em rất phấn khởi. Hành quân trên đường một, trời về đêm rất mát mẻ nên tốc độ rất nhanh. Hai bên đường nhà cửa vườn tược hoang vắng đến buồn thảm buồn thê.
không một bóng người, không một ánh đèn. Khoảng 10 giờ, chúng tôi được nghỉ, cũng chả ồn ào nữa. Mệt quá, nằm luôn xuống vệ đường, ôm súng ở trong lòng, rồi ngủ tiếp đi, lúc nào không hay. Mặc kệ, trên đường có đơn vị nào đang hành quân qua. Lại sáng hôm sau, cơm nước xong, lại tiếp tục hành quân bộ. Có mấy ô tô dừng lại phía trước, loại xe vọt tiến. Tôi và mấy thằng đi lùi lại, chờ cho cán bộ đi qua, lại xin lái xe cho đi nhờ. Lái xe đồng ý liền. Cánh lái xe vui vẻ, là vì không có ai đi bảo vệ nên lái xe cũng ngắn. Chúng tôi lên xe, xe chở cái gì không biết vì đậy kín bạt, ngồi thấp xuống trốn cán bộ. Qua khỏi ban chỉ huy tiểu đoàn mới đứng dậy, vẫy tay chào các anh em bộ binh của các đại đội. Xe chạy với tốc độ vừa phải, vì trên đường ngổn ngang xe cộ của người dân chạy loạn, xác súc vật và xác người, và còn tránh cả ổ voi, cùng với hố của Pol Pot đào làm giảm bước tiến của quân ta. Thỉnh thoảng có xác chết nằm ngang đường, xe phải cán qua. Những lúc như vậy, chúng tôi chỉ biết nhắm mắt lại. Súng ống thì vứt ngổn ngang, có cả pháo 85-105. Lúc này, có những tốp dân đi ngược chiều hướng hành quân của chúng tôi. Nhìn họ gầy xác xơ, vẻ mặt mệt mỏi. Có cả đàn ông trung niên. Họ nhìn bọn tôi với nét mặt lấm lét sợ sệt. Đúng là cuộc tháo chạy thảm hại của quân bại trận. Trong các phum ở xa bên đường, những tốp người dân cùng với xe bò đi ngược với bọn tôi, nhằm tránh né bộ đội Việt Nam. Đến khoảng 2 giờ chiều, sau này mới biết là ngày 7 tháng 1 năm 1979. Xe tới một cái cầu, bên kia cầu là thành phố Phnom Penh, buồn tẻ và u ám, không một bóng người. Ở đó đã có một chốt gác quân sự, lính gác không cho bọn tôi đi tiếp, và cho biết Phnom Penh đã được giải phóng. Đơn vị không vào được đó vì còn lộn xộn. Không vào thì thôi, cũng chả cần. Chào anh em lái xe, chúng tôi chia tay họ. Thế là bọn tôi xuống xe ở bên này cầu, gọi là cầu Sài Gòn. Vậy là mấy thằng tụm lại chờ đơn vị ở phía sau. Xe pháo cùng với lính cứ rầm rập tiến về phía trước. Không khí chiến thắng làm cho bọn tôi dạo dực khó tả. Vậy là chiến tranh đã kết thúc. Mình được sống rồi, hạnh phúc quá. Khoảng hơn 3 giờ chiều, bọn tôi mới gặp được anh em đầu tiên của đơn vị tới. Các thủ trưởng cũng không khiển trách gì bọn tôi vì anh em đang ngây ngất trong niềm vui chiến thắng. Đơn vị rẽ trái cách đường 1 khoảng 200m, trú quân trong một phum có nhiều cây ăn trái, hồng xiêm, dừa. Ở đây rất mát mẻ. Chiều hôm đó và ngày hôm sau được nghỉ ngơi thoải mái. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau nữa, bọn tôi được chỉ hướng nam để truy quét địch. Đi qua một phum có nhiều dân, toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, đứng ở hai bên đường nhìn bộ đội Việt Nam. Họ cũng chẳng biểu lộ tình cảm gì cả, chắc có lẽ là sợ. Có mấy người già ôm bụng nhăn nhó và ngửa tay nói gì không rõ. Y tá tiểu đoàn phát cho mấy viên thuốc, vậy là họ tập trung lại rất đông. Lúc này mới hiểu dân đi xin thuốc đau bụng. Dân đông, thuốc thì có hạn. Vậy là những thằng lấy được thuốc tây ở kho thuốc ngoài kia phân phát cho dân. Tôi cũng cho 3 lọ thuốc. Chả biết họ lấy thuốc chữa bệnh gì, xin thì cứ cho đại. Ngày hôm đó gọi là truy quét vậy thôi, chứ chẳng gặp ma nào cả. Có lẽ bọn Pol Pot bây giờ thành dân cả rồi. Buổi chiều chúng tôi vòng trở lại đường 1. Tối hôm đó nghỉ lại hai bên đường 1 dưới vườn cây xoài. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ có xe đến đón đơn vị chạy vào thành phố Phnom Penh, rồi rẽ trái đến sân bay Phuket Tông nhằm hướng tây thẳng tiến. Đây là đường số 4. Đường ở đây giải nhựa dễ đi. Hai bên đường nhà cửa cây cối xác xơ, có những nơi bị cháy cho bụi đen cả một vùng. Khoảng 2/3 xe đổ quân xuống bên tay phải đường. Đơn vị hành quân bộ vào một khu vườn chuối nhiều. Các đại đội chia nhau đóng quân. Chúng tôi nghỉ ở đó 2 ngày. Qua 2 ngày nghỉ, đến ngày thứ 3, chúng tôi hành quân ra đường 4, chờ một lúc có mấy xe ca, loại xe chở khách của miền Nam. Đơn vị lên xe, hướng bắc đường 4 hành quân. Qua những phum không người, đồng ruộng khô khốc, các bụi tre gai cháy nắng. Khoảng 1 giờ chiều, phía trước có tiếng súng nổ, xe dừng lại, đơn vị xuống xe. Sau này anh em ớn lạnh khi nhớ lại cuộc hành quân này,
Vì ngồi trong xe ca, nếu xảy ra chiến sự thì trở tay không kịp. Mà thời gian đó bọn Pol Pot đang chạy hoảng loạn, nên thấy mình là bọn nó ủ té quyền, chứ sau này thì liệu hồn với chúng. Lái xe mặt cắt không còn giọt máu. Xe quay lại đường cũ, có lính đi theo bảo vệ. Trinh sát trèo lên cây tốt nốt, xác định hướng và tọa độ. Một lúc sau, chúng tôi bám ra một con đường. Sau này mới biết đường hướng nam vào kho đạn nổ của công bông sư Pư, và đi tiếp theo hướng bắc là một dãy núi. Trên mặt đường còn vết xích xe tăng và thiết giáp. Qua bên kia đường, trước các bụi tre gai, các đại đội đụng địch, tiếng đạn các loại, súng nổ dồn dập. Khoảng 30 phút sau, tiếng súng mới tắt. Mấy lính Pol Pot bị tiêu diệt, còn lại thì bỏ chạy hết. Bên vệ đường, những thùng đạn chất cao ngang đầu người. Đơn vị hành quân qua khoảng 50 mét, tôi được lệnh cùng anh Tân và một thằng nữa quay lại đốt đống đạn ấy. Còn đơn vị lại tiếp tục hành quân. Vậy là một cảnh giới, hai nhiệm vụ đốt. Lửa bắt đầu bén thì tiếng súng nổ về hướng chúng tôi, tiếng đạn nhọn rít qua đầu. Thằng cảnh giới nổ mấy loạt đáp trả, rồi cả ba cúi khom người chạy mất dép theo đơn vị. Sau nghĩ lại, các ông không cho một phát B-40 là xong, làm gì mà phải đốt. Chiều hôm đó, khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi tiến vào một phum. Nơi này có một trại chăn nuôi gà, có mấy xác Pot nằm rải rác ở rìa phum. Anh em bộ binh mới tiêu diệt gà đang ở trong trại. Trại nuôi rất nhiều. Lúc này chúng tôi chưa tiêu diệt được gà. Kỷ luật dân vận, không lấy cái kim sợi chỉ của dân. Nhưng trời bắt đầu tối thì lính ta bắt đầu hành động. Tiếng gà kêu và nhảy loạn xạ lên. Vì có sự chuẩn bị từ trước nên thao tác rất nhanh. Loáng một cái là đã có gà luộc. Mấy tháng trời cực khổ, hôm nay có một bữa ra trò. Luộc chán rồi quay ra nấu cháo. Gà bắt về còn nhiều, vậy là kho khô để ăn những ngày sau. Chỉ khổ các cán bộ chỉ huy tiểu đoàn và mấy thằng liên lạc. Lúc chúng tôi đang thưởng thức thì tiểu đoàn trưởng đi qua. Mấy thằng chúng tôi giấu không kịp. Chết rồi, phải này kỷ luật chết. Đang không biết làm sao thì tiểu đoàn trưởng nói: "Cứ tiếp tục đi." Vậy là chúng tôi mời cả tiểu đoàn trưởng cùng thưởng thức. Một lúc sau, thằng liên lạc cũng lò dò tới thưởng thức cùng. Chỉ khổ cho các thủ trưởng chính trị không được thưởng thức trình độ nấu ăn của bọn lính. Tối hôm đó, không biết trại gà còn lại bao nhiêu con, vì khoảng 2 giờ sáng, đơn vị luồn sâu, chuẩn bị đánh vào kho đạn nổ ở công bông sư Pư. Cả đêm mẩy mò, gà với qué, mới chợp mắt được một lúc, khoảng 2 giờ phải thức dậy để chuẩn bị tiền nhập đánh vào công bông sư Pư. Nên trên đường hành quân, tranh thủ lúc nghỉ chân là ngồi đâu ngủ đó. Đi vòng vèo mãi, khoảng 4 giờ, cánh đi đầu gặp địch, tiếng súng nổ rộ lên ở phía trước. Những thằng còn ngái ngủ, bây giờ tỉnh như sáo, nằm lăn xuống vệ đường, tản ra hai bên, phòng địch đánh tạt sườn, vào vị trí của tiểu đoàn bộ. Phía trước tiếng súng nổ gấp gáp hơn. Và ở xa dần, các đại đội bộ binh đang đánh nhau ở phía trước, còn tiểu đoàn bộ nằm nguyên vị trí cũ, không vận động theo các đại đội. Khoảng 5 giờ, trời bắt đầu sáng, nhìn thấy rõ mặt người. Tiểu đoàn bộ bắt đầu phát triển theo các đại đội bộ binh. B vận tải và B thông tin dàn hàng ngang quét lại các nơi đại đội vừa đi qua. Đang sục sạo ngó nghiêng ở các bụi tre thì thằng Hạnh truyền đạt hét toáng lên: "Có địch!" Chúng tôi vận động lại nơi hướng nó chỉ và hô: "Lấc đây lên!" Một cái đầu thò lên rồi thụp xuống, gọi hàng mãi không thấy nó lên. Nó trốn ở dưới hầm trong bụi tre gai rậm, chỉ có một lối bỏ vào. Anh em bảo nhau: "Cho nó quả lựu đạn là chắc ăn, khỏi cần gọi hàng nữa." Hai quả lựu đạn ném vào bụi tre sơ xác, vài loạt AK bắn nữa. Thế là xong. Một lính vào kiểm tra lại thì còn gì nữa đâu, hầm bị phá toang. Dưới hầm ba xác Pot máu me, súng ấm tòe toét. Có một M79. Chúng tôi cũng chả thèm thu súng, pè pét cả thịt và súng. Như vậy chẳng ai muốn lấy. Thì ra lúc thằng Hạnh đi qua bụi tre, thấy một cái đầu thò lên và thụt xuống. Nhanh vậy nên nó bị phát hiện, chứ nó nằm im thì cũng chịu. Phía trước xa khoảng 500-600 mét, các đại đội bộ binh đang nổ súng. Tiếng súng nổ thưa dần. Chúng tôi vẫn làm nhiệm vụ quét lại sau các đại đội. Khoảng 9 giờ,
Một đại đội bộ binh quay lại nhiệm vụ đánh vào kho đạn nổ. Đây là kho đạn bị không quân ta đánh sập, đạn nổ văng tung tóe khắp nơi. Phía sau có tiểu đoàn bộ và lính hai khẩu cối 8. Qua một con sông có cầu bằng xi măng, tiến vào một vườn rộng có khoảng 5 nhà sàn. Chờ hai xe bộ binh kia quay lại, vậy là C6 chốt dọc theo bờ sông nơi có cây cầu. Xe bộ đóng trong phum có 5 nhà sàn đó. Còn chúng tôi C5 và C7 tiếp tục đánh vào kho đạn. Phía sau là tiểu đoàn bộ hỗ trợ. Lúc chúng tôi tiến vào đó, không thấy một tên địch nào. Buổi trưa nghỉ lại ở vị trí mới vào, nắng nóng kinh khủng, chỉ có mấy nhà tôn làm kho của tiểu đoàn bộ trú trong đó. Còn chúng tôi thì nằm vật vã dưới mấy bóng cây không đủ che nắng. Buổi chiều, đại đội 5, 7 và 8 cùng với lính tiểu đoàn bộ bắt đầu càn quét mở rộng ra xung quanh. Bê thông tin, bê vận tải cùng các trinh sát quét vào một nơi nhiều dừa và có một vườn chuối. Không có địch. Trong khu rừng dừa này có một nhà rất đẹp, rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ và ngăn nắp. Nghe nói là nhà của cố vấn Trung Quốc. Phía sau nhà có một dãy lu to đựng nước ăn rất trong. Nước mưa. Phía tay phải vườn có một hồ sen rất rộng khoảng 10 mét, dài, bao bọc khoảng nửa vườn dừa. Chúng tôi tiếp tục quét vào phía sau vườn dừa. Gặp nơi đây một kho lúa và một kho mắm bỏ hóc, hai kho vải, một kho vải hoa con công và một kho vải may trang phục Pol Pot. Tiếp tục quét về phía tay trái, gặp một kho máy khâu con bướm. Trên đường quét trở về lại tiểu đoàn bộ, tôi vào một nhà kho nhỏ, thấy một can nhựa 20 lít đựng nước gì màu trắng. Mở nắp xem thì đó là cồn. Gọi hai thằng kênh về. Trên đường về, chúng tôi còn sục vào một nhà nhỏ có nhiều đạn R-15, các bin và M-79. Tiếp đó có một kho dài chứa nhiều xe máy cũ, toàn xe 50-67. Chắc chế độ cấm xe máy nên thu về đây cất. Về đến tiểu đoàn bộ khoảng 4 giờ chiều. Sau khi báo cáo tình hình, vậy là C8 ở nguyên vị trí tiểu đoàn bộ hiện tại. Tiểu đoàn bộ trú ở trong nhà, cố vấn. B thông tin ở sau vườn chuối, B vận tải ở trong vườn dừa trước tiểu đoàn bộ. A trinh sát thì ở phía sau, còn đại đội 5 chốt ở trên đường 4 bảo vệ phía cầu. Phía tay phải của đại đội 5 có một đường đất đắp cao, nghe nói đường tàu từ cảng Sihanouk về Nông Pênh. Đại đội 7 ngang hàng với đại đội 5, nhưng ở bên kia sông, cách sông khoảng 500 mét. Vị trí của đại đội 7 chốt trên một ngã ba đường, nơi này có rất nhiều nhà xây bị phá sập, còn lại những bức tường và sót lại hai mái nhà bằng nhỏ, xây bộ và hậu cần trú. Đại đội 7 đóng quân xa đội hình tiểu đoàn nhất và vị trí hơi hẻo lánh. Phía sau đại đội 7 và đại đội 5 là kho đạn nổ và một kho súng đủ các loại trừ DKZ. Vậy là nhiệm vụ của đại đội 5 và đại đội 7 rất nặng nề. Thời gian này chúng tôi còn nhàn hạ, đi cải thiện lung tung, thậm chí còn vượt qua trước chốt C6 để đánh cá. Trong đại đội 8 có mấy thùng thuốc nổ, cũng vì chủ quan mà mấy thằng chúng tôi suýt nữa trở thành ngu sĩ, chết mà vẫn còn ngu. Hôm đó mấy thằng đánh cá ở chốt đại đội 6, sau khi đánh bộc phá xong, vẫn cho thằng ở trên bảo vệ, mấy thằng xuống bắt cá, cá nhiều vô kể. Thằng gác cũng chủ quan, chỉ nhìn xuống hồ cá mà quên nhiệm vụ cảnh giới. Vậy là địch ở phía trước cách khoảng 400-500 mét nổ súng vào chúng tôi. Vậy là mấy thằng vọt lên, chỉ kịp vơ vội khẩu súng chạy thục mạng về đại đội 6. Cùng lúc cối đại đội 6 bắn lên hỗ trợ nên chúng tôi về an toàn. Bọn Pol Pot vội xả súng quá, nếu không thì... Vậy là từ đó cạch đến già, nếu cải thiện thì trong đội hình của tiểu đoàn thôi, chẳng dại nữa. Một thời gian sau, tôi lên trực máy ở đại đội 8 hỏa lực. Chốt của đại đội 8 nằm trong khu vực căn cứ của chế độ Lon Non. Vì trong này có nhiều loại đạn Mỹ, phía sau đại đội 8 có kho xe máy cũ rất nhiều, có xe còn sử dụng được, và một vườn chuối. Nói trực máy vậy thôi, ngày hai buổi đi khắp nơi, mấy nhà kho để tìm đồ cổ. Đồ cổ đâu mà không thấy, vậy thì lấy đạn AR-15 và cạc bin về bắn bậy. Kho súng gần bờ sông nhiều loại, bắn nhiều quá, các ông trong tiểu đoàn bộ cho vây bắt mấy thằng bắn bậy lại. Nhưng gặp chúng tôi cũng hòa cả làng, về báo là không bắt được. Trong tiểu đoàn bộ có thằng Toàn người Hà Nội. Thằng này biết cắt may, vậy là hai kho vải được sử dụng.
Các cán bộ lấy vải hoa nhờ nó may vỏ chăn. Còn loại vải xanh khó diễn tả màu, may quần áo. Vậy là trong tiểu đoàn bộ, bắt đầu lính ăn mặc lôm côm, áo chẽn quần lòe. Nói chung, thừa các loại mốt luôn. Cũng vì mặc lôm côm như vậy, sau này tôi trực máy ở đại đội 7. Lúc đại đội 5 mất chốt, tôi đi nối dây về đại đội 5. Và về tiểu đoàn bộ, suýt nữa thì mất mạng, vì lính đại đội 5 bắn nhầm. Đại đội 8 đóng quân ở nơi đây, địa hình thuận lợi cho việc chốt giữ. Xung quanh là một hào sâu khoảng 2 mét, rộng 5 mét. Trong hào có một lớp kẽm gai, xen kẽ những quả mìn, có các vọng gác. Xung quanh có tấm ghi sân bay chắn đất. Trên trần ghi sân bay đắp đất, chống đạn cầu vồng. Chỉ một nỗi khàn nước. Thời gian nhàn tản cũng qua đi, địch bắt đầu phản ứng lại. Các chốt của đại đội 5, 6 và 7 bắt đầu bị tập kích vào chập tối và gần sáng. Có những hôm, chúng dùng cả cối 6 và cối 8 bắn vào các đại đội liên tục. Tôi trực máy ở đại đội 8, nhưng tính hay thóc mách. Ngoài hai khẩu cối 8 và của đại đội tôi và thằng liên lạc còn ra kho súng vác về một khẩu cối 6 và một khẩu cối 8 đặt trước sân nhà chỉ huy. Đạn cối của Mỹ rất nhiều. Đêm nào, đại đội 5 và đại đội 6 bị tập kích, thì tôi và thằng liên lạc ra thả cối liên tục, hòa cùng hai khẩu cối của tiểu đoàn. Còn đại đội 7 thì chịu vì quá xa, không bắn tới được. Một hôm, vào lục trong kho đạn, chúng tôi vớ được 3 thùng đạn cối 6 màu trắng. Chúng tôi nghĩ chắc là đạn hóa học. Sau mở hộp nhìn kỹ mới biết là đạn pháo sáng. Quân về, vậy là đêm nào có địch tập kích là chúng tôi bắn đạn pháo sáng. Một hôm khoảng trưa, thằng Bắc người Hà Tuyên, lính 577, gác trong vọng gác. Nó vừa ngẩng đầu quan sát thì một viên đạn bắn tỉa bay tới, găm vào ụ đất. May mà nó không việc gì. Thế là nó khủng lên. Nó vác cả cối 6 của chúng tôi và cầm theo mấy viên đạn. Chỉnh chỉnh, ngắm ngắm. Xong nó nhả đạn liên tục. Tôi nằm nghỉ ở trong nhà, cũng xách mấy quả chạy theo nó và thả luôn. Xong nó trả súng về vị trí cũ cho chúng tôi. Thời gian trực máy ở đại đội 8, thỉnh thoảng buổi tối hay đi kiểm tra chốt gác với C Phó Hải. Vậy là tôi thành thằng gác đờ co cho C Phó Hải. Lúc nào đi đâu, ông hay dì tôi đi cùng. Trực máy ở đại đội 8 một thời gian, tôi về tiểu đoàn bộ thay thằng khác lên. Về tiểu đoàn bộ, ngày trước thì ngày hôm sau tôi lên đại đội 7 trực máy thay. Từ tiểu đoàn bộ lên đại đội 7, nếu đi đường vòng khoảng 3 cây số, đi đường chim bay thì gần 2 cây, nhưng phải lội qua sông Công Pông Sư Pư. Sông chảy nơi qua chốt, C5 đi sọc theo tường trái, cách sườn phải chốt đại đội 7 khoảng 500-600 mét, rồi lượn lại sau chốt của C7, cách khoảng 1.000 mét, sát với kho đạn nổ. Vậy là C7, phía cánh phải và sau lưng bị sông bao vây. Nhưng sông vào mùa khô nên nước rất cạn, dễ lội qua. Đại đội 7 nằm trên vùng đất cao. Hai bên đường có nhiều dãy nhà xây bị san bằng, trơ lại những bức tường cao khoảng 0,5 đến 1 mét. Chỉ còn sót lại hai nhà mái bằng nằm sát cạnh nhau. Nhà trước dê bộ đóng, nhà sau a cối cùng với hậu cần. Vì là vị trí hẻo nên thông tin hữu tuyến hai thằng trực, hai oát cũng hai thằng. Các xe bộ binh hồi đó còn ít lính nên vũ khí hỏa lực yếu, chỉ có một cối 6. Vậy là tôi nói thằng Tuấn liên lạc về kho súng phía sau khiêng thêm một quả cối 6 nữa. Còn đạn thì hai thằng ngày nào thấy ít thì đi khuân về. Bắn thì cứ thả đạn vào vì có lính cối chỉnh tầm và hướng cả rồi. Lính thì ít mà đảm nhận cả một vùng chốt rộng rãi như thế này, vậy cũng nhọc. Thời điểm này, lực lượng Pol Pot đã hoàn hồn trở lại. Vậy là các xe bộ binh chống đỡ vất vả. Ngày nào chiến sự cũng xảy ra liên miên. Vào một ngày, buổi sáng tinh mơ, chúng đã dùng xe tăng húc vào chốt của đại đội 7. Bọn lính áo đen bám sau 3 chiếc xe tăng đánh trực diện. Còn hai bên cánh lố nhố những bóng áo đen, lợi dụng quân mình tập trung ở phía trước. Chúng không nổ súng tiếp cận vào gần chốt. Phía tay phải, địch phát hiện có 3 lính mình, một RBD, 2 AK chờ địch vào gần mới nổ súng. Mấy thằng chạy đầu bị loạt trung liên quật trúng, ngã sấp xuống không cựa quậy. Vậy là sau những lần bám vào bờ ruộng nổ súng vào tổ này dữ dội và lấn rũi từng tí một. Phía cánh trái có một bãi bằng,
cây cối mọc lốp xốp, cộng với vườn dừa nên rất khó quan sát, và cũng ít quân nên cánh này bỏ trống. Vị trí này hơi thấp, ngày thường đứng trên nhà của xe bộ quan sát được. Lúc nổ súng thì mọi cặp mắt đổ dồn về phía trước, nên lơi là hướng này, địch đã bò vào hướng này khoảng 10 thằng. Nghe tiếng đề pa của cối 6, vậy là chúng bắn vào vị trí hai cầu cối, nhưng vị trí chúng hơi thấp nên đạn đã vọt qua đầu. Lúc này địch dùng xe tăng ngoài tầm của B bắn hỗ trợ cho bọn bộ binh vận động qua ruộng trống. Vì vậy nhà chỉ huy lại là nơi hứng đạn, chúng tôi phải bò đến ở phía sau chặn bọn Pol Pot đánh vào hai cầu cối và nhà hậu cần. Lúc ra khỏi nhà xe bộ, lợi dụng những bức tường đổ, thằng liên lạc, hai thằng thông tin và hai hậu cần, một lính cối chiếm lĩnh các bức tường đánh trả lại địch. Một khẩu cối 6 quay sang hướng nòng gần như thẳng đứng bắn vào chỗ địch hỗ trợ cho chúng tôi. Vì chúng tôi có toàn súng AK, lợi dụng lúc cối bắn dìm đầu bọn địch, tôi và Tuấn liên lạc chạy lên cầu thang nhà hậu cần nằm trên mái nhà và bắn lại bọn địch. Có hai thằng vào cách nhà hậu cần khoảng 20 mét, bị tôi và thằng Tuấn chặn lại và bỏ xác ngay tại đó. Còn bọn kia không chịu nổi chúng tôi ở trên cao bắn xuống cùng với cối 6 nên nằm trốn ở sau cây dừa chịu trận. Phía sau này cũng tạm ổn, rồi tôi và thằng Tuấn ở trên cao cứ nhằm xuống các gốc dừa nổ súng như bắn tỉa. Khoảng 30 phút sau, không có tiếng súng bắn trả, chúng tôi tạm ngừng. Tôi ở lại vị trí cao đó cùng mấy anh em ở phía dưới, thằng Tuấn chạy về vì không quên nhiệm vụ của nó. Lúc trận đánh kết thúc, tôi và thằng Tuấn đi kiểm tra hướng của mình. Ngoài hai thằng bị chúng tôi tiêu diệt, còn lại bốn xác nằm lung tung trong các bụi và gốc dừa. Vậy là hướng chúng tôi được 6, chưa kể bọn bị thương, được kéo về, còn vết máu trên đường rút. Phía sau chúng tôi không sứt mẻ gì cả. Các chốt ở phía trước, tiếng súng cũng giảm dần. Địch chạy tóe loe vì cối trung đoàn trợ chiến. Lúc tôi và mấy thằng đưa thương binh tử sĩ về sau, tôi ló đầu xem kết quả trận đánh thế nào. Ở phía ngoài ruộng, trước chốt hôm qua, còn là cánh đồng bằng phẳng, thỉnh thoảng có bờ ruộng, nay bị cày xới tung tóe. Xe tăng địch lặn đầu mất tiêu, bỏ lại những xác áo đen, không biết là bao nhiêu, vì không dám cao đầu để đếm, sợ bị ăn đạn bắn tỉa. Tôi và một thằng cáng thương binh về đến bờ sông gần kho đạn nổ, gặp vận tải của tiểu đoàn, trao lại cho vận tải, rồi tranh thủ đến kho đạn nổ, lấy đạn cối về. Sau hồi đó, không ai bảo mà tự giác vậy. Còn mấy cáng kia đã vượt sông, đi qua C5 để chờ vận tải của trung đoàn lên đưa cùng về với thương tử của C5. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi còn bị hai đợt nữa, nhưng không mãnh liệt như khi sáng, vì không có xe tăng. Sau này đi với xe bó 7 kiểm tra tổ chốt. Cánh phải, nghe chúng kể chuyện suýt mất chốt vì có ba thằng chống lại khoảng 1B của địch. Mấy ngày đêm sau, vị trí đóng quân của tiểu đoàn 8 bị đánh liên tục. Chúng dùng pháo cối bắn vào các điểm chốt, làm cho lính mình mất ăn mất ngủ, cộng với nắng gay gắt và xác địch bốc mùi ở ngoài kia, làm không khí lúc này lúc nào cũng thum thụm rất khó chịu. Mấy xác ở phía sau xe bộ gần chúng tôi càng khó ngửi hơn. Vậy là tôi với thằng Tuấn phải ra đốt đám cây lúp xúp đó cho cháy với mấy cái xác kia, và mấy hôm sau mùi cũng có đỡ vì nắng to nên xác đã bắt đầu khô lại. Thế là còn mấy ngày nữa đã đến Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Ở Việt Nam chắc mọi người đang hối hả tất bật sắm Tết. Còn ở đây chúng tôi đang gồng mình chống lại những trận tấn công của bọn Pol Pot. Chúng đánh cả ngày cả đêm, làm cho cuộc sống sinh hoạt của lính bị đảo lộn hết. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng để đối phó với thủ đoạn danh ma của bọn địch. Những ngày này, mấy thằng của tiểu đoàn bộ trực mái chúng tôi trở thành lính bộ binh thực thụ. Ngày thì không phải ra chốt gác, chỉ có buổi tối cho đến lúc sáng. Lúc thì xáo trộn với các chốt, lúc thì đảm nhận một tổ riêng. Lúc này tôi đã học được cách sử dụng B-41. Thằng Thái người Hà Tuyên, lính 577 đã dạy cho tôi. Sau nó hy sinh ở trận đánh vào Lách. Qua buổi sáng là tôi được bắn thực tập. Nói thật, lần đầu sử dụng loại vũ khí chống tăng này cũng ớn. Có nó bên cạnh cũng đỡ hồi hộp và bớt run hơn. Chỉ điểm bắn cho tôi, rồi nó tránh xa, nâng súng lên, ngắm điểm chuẩn và nhấn cò. Một tiếng nổ vang lên,
cũng chả nhìn trước và sau như thế nào, vác súng chạy mất. Hình như đó là phát đạn trêu ngươi bọn Pol Pot thì phải. Vậy là các loại đạn dồn dập bay tới tơi bời. Lính mình đang được giây phút tĩnh lặng, nhảy ào ra chốt. Một lúc sau, địch ngừng bắn, lính chửi lên. Thôi kệ, hòa cả làng. Khoảng 5 giờ sáng một ngày, vừa chân ướt chân ráo từ chốt về tới tiểu đoàn bộ. Bỗng trên chốt, các loại hỏa lực nổ dữ dội, cộng với đó cối 8 của địch bắn vào vị trí hai khẩu cối 6 của đại đội tôi, đang nằm ở trong nhà ban chỉ huy, định chạy ra bắn cối. Nhưng vị trí hai khẩu cối đã bị trúng đạn, bụi khói bay mù mịt. Miếng bay cắm phầm phập vào tường nhà. Tôi phải chạy vào nhà xe bộ. Lúc ngớt tiếng đạn, tôi chạy ra vị trí khẩu cối, thì cảnh tượng tan hoang. Một lính cối đang nằm ôm bụng rên. Tôi và một thằng nữa đưa nó vào gian phòng ở sau nhà hậu cần. Bây giờ ruột nó bị tràn ra khỏi ổ bụng hết. Tôi chạy kêu y tá. Y tá đến nơi thì nó đã hy sinh. Một lính cối và một khẩu cối bị loại khỏi cuộc chiến. Bây giờ đại đội 7 chỉ còn phụ thuộc vào hỏa lực của trung đoàn và sư đoàn. Cối của tiểu đoàn với không tới nơi. Lần này vì bất ngờ và địch vào quá gần nên các bê chống đỡ rất vất vả. Có chốt tưởng chừng như đã không tồn tại. Còn một khẩu cối 6, thằng A trưởng cối xoay như trong chóng để bắn hỗ trợ cho các chốt. Vậy là hai thằng hữu tuyến chúng tôi cứ xách đạn chạy theo cối. Vị trí cũ bị lộ, sợ bị dập cối tiếp. Có những lúc tiếng hò hét của bọn Pol Pot tưởng như đã vào đến nơi. Xe trưởng Hòe, xe phó 7 lao xuống các chốt cùng với anh em chống chọi lại các đợt phản kích. Còn ở trên đại đội, chỉ còn chính trị viên Thủy trực máy. Pháo của trung đoàn và sư đoàn hỗ trợ nhưng cũng chẳng ăn thua. Chỉ bắn vào sau lưng bọn địch. Nó vào quá gần. Khoảng hơn 7 giờ, các chốt vẫn còn. Lúc này địch có vẻ chùn lại. Phía trước cánh đồng trống không còn địch. Chúng dồn sang phía tay phải. Nơi này có một nhà xây bị sập mái. Chúng lợi dụng nhà này làm vật che khuất để rút. Tiếng súng các chốt nổ rời rạc rồi ngừng hẳn. Lúc này, y tá mới làm việc cật lực. Băng bó cho anh em xong, vận tải của tiểu đoàn khẩn trương đưa đạn lên bổ sung. Chuyển thương binh tử sĩ về phía sau. Một hồi chạy lòng vòng với khẩu cối, bây giờ mới thấm mệt và đói. Cũng không được ăn cơm. Ấn tượng với cảnh anh lính hy sinh lòi ruột mà ngán. Buổi trưa hôm đó, chúng tôi chịu một trận tấn công khốc liệt. Khoảng một tiếng sau, đại đội 7 bị mất chốt. Tôi chỉ kịp giật dây máy, vơ bồng đỏ rồi chạy giặt về hướng kho đạn nổ. Phía sau tôi, lính bộ binh vừa rút, vừa chống trả. Địch cũng oải rồi hay sao mà không thấy đuổi theo. Về gần kho đạn nổ, đơn vị củng cố lại lực lượng, chờ lệnh của tiểu đoàn. Kiểm tra lại quân số, thiếu thằng Đức, lính mới vào người Thanh Hóa. Chắc nó đã hy sinh hoặc bị bắt sống. Buổi chiều, khoảng hơn 3 giờ, đánh lấy lại chốt, được sự hỗ trợ của pháo trung đoàn và sư đoàn. Cánh phải từ phía bờ sông đánh sang, có một B của đại đội 5. Sau khi pháo dứt, chúng tôi vận động lên, địch chống trả dữ dội. Nhưng cũng chẳng làm gì được, dưới làn hỏa lực và pháo cối mở đường. Một B của đại đội 5 đánh tạt sườn, làm chúng lúng túng, chạy ùa ra cánh đồng trống. Làm cho bọn trước mặt C7 mất tinh thần, cũng ù té quyền chạy luôn. Chúng tôi đuổi chúng chạy ra đến cánh đồng rồi thôi. Lúc này cũng mệt quá và không dám giật vào phun về phía trước, sợ nó phản công lại chạy về chốt không kịp. Kiểm tra lại quân số, chỉ một hy sinh, hai bị thương nhẹ. Lúc này thằng Đức xuất hiện. Thì ra lúc mất chốt, nó cuống lên chạy không kịp nên chui vào một cái nhà đổ cây cối rậm rạp rồi ngồi ở đó. Lúc đơn vị đánh lấy lại chốt, nó cũng xông ra chia lửa với anh em. Chỉ hôm đó chúng tôi củng cố lại chốt và lấp xác địch. Không để như vậy được. Rút kinh nghiệm lần trước, hồi thối lắm. May lần này mất chốt này mà không mất tử sĩ, vì đã đưa được về trước rồi. Phía trước một tổ chốt cách 50-60 mét, có một nhà bị sập hết mái. Nơi này thường là điểm tập kết và rình mò của bọn Pốt. Thỉnh thoảng cứ vào buổi tối, chúng thường lợi dụng mấy bờ tường của ngôi nhà này rồi dùng hỏa lực cắn trộm vào các tổ chốt của ta. Những đêm lính mình lên phục thì không gặp nó. Hôm chúng tôi đi lấy đạn cối thì thấy mấy quả mìn chống tăng vứt ở nơi kho đạn. Tôi và thằng Kiên cũng tha về hai quả,
không có hạt nổ. Còn kíp và dây trái chậm thì đầy. Lục lọi lung tung, chúng tôi cũng tìm được một số kíp điện. Vậy là xong. Chập tối hôm đó, thằng Tuấn và một lính bò vào cái nhà đó, gài hai quả mìn, lấy dây điện dòng về chốt. Dây điện này chúng tôi lấy được nhiều của địch ở đâu không nhớ nữa. Vì các chốt xa nhau quá, nên chúng tôi dùng thêm dây này để thay dây hữu tuyến. Còn một quận ở trên này, phòng lúc dây bị cháy do đốt cho rảnh trước chốt, cũng tạm ổn. Tối hôm đó, lấy máy hữu tuyến lên nối dây điện và quay máy nhưng không nổ. Thôi đành chịu. Hôm sau tôi báo lấy mấy quả bộc phá loại 2 gam, gắn kíp điện để chôn dưới quả mìn cho chắc ăn. Chiều tối, tôi và thằng Tuấn mò vào cài bộc phá, kiểm tra lại dây, không có việc gì. Lần mò từng tí một, về gần đến chốt mới phát hiện bị đứt một mạch. Nối dây xong, tôi về lấy máy ra ngồi phục với tổ chốt của thằng liên lạc. Nếu địch tập kích đêm, không có hữu tuyến thì lên hại oát. Cứ ngồi ôm máy, sợ mấy thằng nóng ruột, nó quay máy thì chỉ sập nhà, không dệt được địch. Khoảng 10 giờ đêm, còn thiêu thiêu ngủ, bỗng nơi nhà đó ùng oàng, mới phát bê bắn vào chốt. Vậy là choàng dậy, tranh nhau quay máy. Tôi vớ được một máy, quay vòng. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chớp lửa lóe sáng, đất bay rào rào. Tôi cũng chẳng nán lại đó làm gì, mở máy về. Thằng liên lạc về phía sau, đêm hôm đó cũng tạm ổn. Sáng hôm sau, tôi có lên chốt, nhìn về nơi tôi lúc tối để xem thành quả như thế nào. Không có một cái gì sót lại, tất tần tật, sạch bách. Đến ngày 30 Tết âm lịch, chờ xe của trung đoàn đưa đồ Tết lên đỏ cả mắt, dài cả cổ, nhưng chẳng thấy đâu. Nghe nói đường bị phục, thịt về đến đơn vị, ngửi thấy mùi thum thủm. Mùi đó lính người ở đây chán rồi. Đêm 30, nằm trong xe bộ, chờ nghe bác Tôn chúc Tết qua cái đài tậm tịt. Còn khoảng 15 phút nữa thì tới giờ phút thiêng liêng của dân tộc, giờ phút thằng lính bước qua tuổi 19. Bọn Pol Pot chúng cũng chẳng để cho yên. Bọn chúng dùng hỏa lực và đạn nhọn bắn vào các chốt. Lúc này thì lính mình cũng đã trả dữ dội, lấy tiếng nổ đó để đón giao thừa luôn. Có lẽ các chốt của xe bộ cũng bắn rầm rộ để đón giao thừa. Tiếng súng vang rền, kéo dài, đạn vạch đường sáng rực, lao sang cả phía địch. Có những viên đạn chạm cái gì đó bay vọt lên cao. Khoảng 30 phút, tiếng súng giảm dần rồi im lặng. Tôi vào nằm mà thao thức mãi không ngủ được. Nhớ bạn bè, nước mắt đã trào ra. Cảm thấy sao mà lính khổ đến vậy. Không biết ngày mai, ngày kia và tiếp những ngày sau đó mình sẽ như thế nào đây. Không biết có được về với gia đình nữa không. Lúc này sao tôi thấy bi quan và chán nản như vậy. Thú thật với các đồng đội, thần kinh tôi lúc đó trùng hẳn, buồn và chán, không ngòi bút nào diễn tả nổi. Rồi giấc ngủ cũng đến lúc nào không hay. Buổi sáng ngủ dậy, thể xác và tâm hồn uể oải. Cũng không nhớ cán bộ có chúc Tết chúng tôi không. Tôi và thằng Kiên đi nối dây. Đường dây bị hỏng lúc tối. Hai thằng lần theo sợi dây tiến bước. Dây không bị đứt mà bị cháy. Thời gian này dây bị hỏng liên tục do lính mình đốt bụi cây lúp xúp cho địch dễ quan sát. Việc chúng tôi ra bờ sông qua chốt của đại đội 5 chơi. Ở đây tôi quen với anh Lập và anh Phượng. Chui vào hầm các anh chuyện trò một lúc rồi quay về. Trên đường ghé vào vườn bí đỏ kiếm mấy ngọn bí về nấu canh. Vườn bí đã bị cháy hết dây, chỉ còn vài ngọn trồi mới nhú lên. Cộng thêm một nắm lá rau rền gai là có một nồi canh. Ban đêm dây trục trặc, chúng tôi không đi kiểm tra, phòng Pol Pot cắt dây, gài mìn hoặc phục. Thời gian này, phòng xe M113 của địch đánh rát vào đại đội 7. Một khẩu pháo 85 được điều đến án ngữ bên cánh trái của đại đội 7, nơi chúng tập kích vào xe bộ và cối, bị tôi và thằng Tuấn diệt hai thằng lúc trước. Nhưng ở đây, xác địch còn nặng mùi, nên chỉ được 2-3 ngày không chịu nổi, khẩu pháo phải lùi ra sau khoảng 70 mét, vừa tránh mùi, vừa án ngữ ngay ngã ba đường. Ngã ba này xòe như bàn tay, góc chỉ khoảng 45 độ, nên pháo ở đây là hợp lý. Nếu cần, có thể hỗ trợ cho cả ba hướng. Pháo ở đây, mà có đêm trinh sát địch cũng mò vào gần đến nơi. May mà lính pháo phát hiện kịp, nổ súng, nên bọn chúng bỏ chạy. Chúng cũng không phát hiện được khẩu pháo. Khoảng 1-2 ngày sau Tết âm lịch, tôi về tiểu đoàn, có tổ khác lên thay.
Thỉnh thoảng tôi lên ban chỉ huy trực máy. Nhà các thủ trưởng ở là nhà của cố vấn Ba Vệ. Nhà ở trong rừng dừa mát mẻ, rộng rãi thoáng đãng. Trong nhà có một hầm không có nắp, rộng. Máy thông tin để dưới đó phòng địch tập kích, xuống đó chỉ huy. Một tối khoảng 10 giờ, trước chốt của C5 có tiếng chô chô vang lên, xen lẫn tiếng súng các loại, có cả tiếng đàn bà. Lính C5 đáp trả về phía trước chốt. Lúc này, có bọn luồn sau lưng hai khẩu cối 6 nơi cái xe múc đất tấp hỏa lực của B vào đó. Nơi xe này, lính cối lấy màn trắng rách căng ở ngoài đánh lạc hướng địch. Trò trẻ con này mà cũng lừa được chúng. Nên A cối thoát nạn. Phía phải cối là khẩu DKZ-82 của tiểu đoàn tăng cường, chốt sát ở mép sông. Bị lộ cũng bị hỏa lực địch khống chế. Lính DK không kịp xử lý, vội hất khẩu DK xuống sông rồi chạy về hướng xe bộ. Lính B-41 ở bên kia, móng cầu, bị lộ. Thế là hứng trọn quả đạn B bắn từ phía sau lên, không còn gì. Lúc này, tiếng hô điên loạn của bọn Pol Pot vang dội khắp hướng. Cộng với bị đánh tập hậu bằng hỏa lực, làm sườn cánh phải của C5 bị vỡ, chạy dồn sang cánh trái đường 4. Lúc này, B chốt ở bên kia sông, cánh trái cũng bị dồn tới tấp và cũng bị lạnh lưng nên rút qua sông về xe bộ. Thế trận của C5 đã bị vỡ, mất chốt. C5 lùi về phía sau nơi ngã tư đường, nơi vào tiểu đoàn bộ và kho súng, lợi dụng mép đường án ngữ ở đó. Địch lấy được khối 6 của C5, quay lại nã đạn vào tiểu đoàn bộ, khoảng 15-20 quả. Hết đạn, không nhử với chúng. Một quả trúng hầm của vận tải. May mà anh Tân và thằng Đạt chạy ra hầm trước, không thì bị dính trọn quả cối. Đồ đoàn dính mảnh toe toét như sờ mướp.